chương 31 31 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ninh trường này hai ngày ở trường học trải qua Mỹ tư tư, nguyên nhân vô hắn, chỉ cần nghĩ đến bản thân tác hợp Long Ngọ cùng Thi Sơn Thanh, có thể làm cho bọn họ cảm tình được đến thăng hoa, Ninh trường liền cảm thấy chung quanh chim hót hoa thơm, thế giới một mảnh hài hòa, xem ai ai giống một đôi. Bởi vì tâm tình hảo, nhân dễ dàng tha thứ độ liền cao, Ninh Trừng đối nhân thái độ là mềm nhũng lại nhuyễn. Chút nữa buổi chiều ngươi làm gì đi? Vừa tan học bạn tốt lại hỏi. Ở phòng ngủ đâu, mặc kệ thôi. Ninh Trừng Vân Vê bị quai đeo cặp sách tử ép tới có chút hỗn độn tóc dài, thuận miệng nói. Làm sao ngươi cả ngày đứng ở ký túc xá? Bạn tốt bất đắc dĩ. Cũng không phải cả ngày, ngươi kia thứ yếu ta đi chơi ta không đi. Ninh Trừng không đồng ý của nàng cách nói, hơn nửa buổi chiều ta tỉ phỏng chừng có thể đã trở lại nàng còn giúp ta mang theo ăn ngon đâu bạn tốt do dự sau một lúc lâu cuối cùng lấm la lấm lép giữ chặt ninh trừng nhỏ giọng hỏi ngươi tỷ thật sự cùng với thi học trưởng ngôn ngữ gian lòng hiếu kỳ chiếm đa số dù sao cũng không phải ai cũng sẽ đi tiêu tưởng thi sơn thanh liền tính tiêu tưởng cũng bất quá nhiều là thần tượng ý tứ hàm xúc ninh trừng mắt to nhanh như chớp xoay xoay liếc mắt một cái bạn tốt, nghĩ rằng. Dù sao toàn giáo đều biết đến, cũng không kém nàng một cái. Cuối cùng Ninh Trừng đắc ý nói. Khi còn dùng nói sao, đương nhiên là sự thật. Vị kia bạn tốt liên tục gật đầu, nghĩ rằng. Vị kia Long học tỷ đại khái là duy nhất một cái cùng với thi học trưởng, mà sẽ không nhận đến phần lớn nữ sinh ghen tị người. Dù sao không phải là cái nào nữ sinh đều như vậy bạn trai lực bạo bằng. Ninh Trừng xem bạn tốt hơi hơi phím hồng mặt, kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng? Không, không có việc gì, ta đi về trước. Bạn tốt lập tức lòng bàn chân mặt du lưu, nếu như bị Ninh Trừng biết nàng có chút tiêu tưởng nàng tỷ, phỏng chừng hai người tuyệt giao. Là lạ, lạ, Ninh Trừng xem rõ ràng mang điểm chạy trối chết hảo hữu nghĩ rằng. Bọn họ tan học thời điểm đã đến giữa trưa, Ninh Trừng ma lưu chen vào căng tin đánh bát mì, giống cá chạch giống nhau qua lại ở trong đám người, tìm được một cái vị trí ngồi xuống hấp lưu hấp lưu ăn lên. Trận này cảnh nếu nhường mười mấy năm đem ninh trừng nâng niu trong lòng bàn tay dưỡng ninh gia nhân nhìn đến, sợ là muốn khóc tử. Bọn họ kiều kiều dưỡng tiểu công chúa, hận không thể làm cho nàng uống tiên lộ ăn hoa tươi lớn lên, ngay cả rễ cái thì cũng chưa làm cho nàng tự mình tẩy quá, hiện tại cùng cái phố phường lưu manh giống nhau ở trong đám người hoặc không lưu thủ, còn kém đáp cái bạch khăn lông trúc ký, sau đó vén lên ống quần đặt ở trên ghế dài lắc lư. Ăn xong một chén mì cây thành đô, Ninh Trừng vuốt bảy phần no cái bụng, nghĩ nghĩ còn là không có lại đi mua một chén, nàng còn phải giữ chút không gian đi ăn nàng tỉ mang về đến gì đó đâu. Ninh Trừng lay động tam hoãn đi thông thả hồi ký túc xá, nàng thường xuyên cùng Long Ngọ đãi ở một khối, theo lý mà nói tâm tính nên học điểm Long Ngọ, nhưng nàng không biết theo kia học được một điểm lưu manh hơi thở, bình thường long ngọ ở còn có thể đè nặng nàng một điểm, nếu là một người liền dễ dàng hiển lộ ra đến, lúc này Ninh Trừng ngay cả đi cái lộ đều có điểm đắc sắc. Đúng vậy, chính là cái loại này lưu manh không biết theo từ đâu đến đắc sắc, đi một bước lộ muốn đẩu hai hạ cái loại này. Tiểu Trừng, ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Nhất đẩy cửa ra, Triệu Chân Kỳ liền xông tới thân thiết hỏi. Chính cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Húng chi Ninh Trừng hiện tại tâm tình không sai cười trả lời vừa ăn như vậy a à, vốn đang muốn mời tiểu Trừng ngươi đi ăn cơm đâu Triệu chân kỳ có chút thất lạc nói lần sau đi Ninh Trừng không thèm để ý nói là như vậy tiểu Trừng ngươi có thể theo giúp ta đi cổng trường mua điểm này nọ sao Triệu chân kỳ gặp Ninh Trừng muốn chặt đứt câu chuyện vội vàng nói hiện tại Ninh Trừng kỳ quái nói ân ta phía trước ở bên ngoài một cửa hàng mua cái này nọ không dùng tốt ta nghĩ đi lui điệu triệu chân kỳ vẻ mặt đau khổ nói tuy rằng tiền không nhiều lắm nhưng là liền như vậy lãng phí ta cũng vẫn là đau lòng dù sao ngay tại học cổng trường ninh trừng nhưng là không nghĩ nhiều gật gật đầu đồng ý đợi lát nữa ta trước uống miếng nước ninh trừng phản hồi bản thân trên bàn cầm cái cốc bắt đầu đổ nước vừa mới mì cây thành đô có chút mặn hầu ở ân. Triệu chân kỳ một nửa mặt đều bị môn rơi xuống bóng ma chặn, làm cho người ta thấy không rõ trên mặt nàng biểu cảm. Đi thôi. Ninh Trừng uống hoàng nhất cốc nước lớn, buông cái cốc liền đi ra ngoài. Ninh Trừng không phải là cái yêu hỏi người khác riêng tư nhân, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ đứng lên muốn hỏi Triệu Chân Kỳ đi cổng trường lui cái gì vậy. Hai người dọc theo đường đi đều rất trầm mặt, này cùng với Long Ngọ không giống với, khi đó trầm mặt rất hài hòa hiện tại liền tràn ngập xấu hổ hơi thở. Chân kỳ tỷ gần nhất cũng chưa nhìn ngươi cùng bạn trai gọi điện thoại đâu. Ninh Trừng thuận miệng nói, ý đồ đánh vỡ trầm mặt. Thật sự là bởi vì theo các nàng chuyển tiến vào khởi, Triệu Chân Kỳ luôn là nấu cháo điện thoại có liên quan, Ninh Trừng hỏi đến có chút tùy ý. Phân. Triệu Chân Kỳ lạnh nhạt nói. Ninh Trừng ngạc nhiên. Thực xin lỗi a, à, Chân Kỳ tỷ. Không có việc gì ngôn ngữ gian hai người đã đến cổng trường, triệu chân kỳ dẫn ninh trừng hướng đối diện đi đến. Liền ở bên trong kia gia điếm, chút nữa ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị kem, ta mời ngươi. Triệu chân kỳ vừa đi vừa nói. Ninh trừng bởi vì cảm thấy trạc đến nhân vết sẹo, lúc này chính ấy nấy đâu, kia còn muốn triệu chân kỳ mời khách, vội vàng xua tay. Ta đến xin mời, chút nữa. Mới vừa đi đến cái kia hẻm nhỏ, triệu chân kỳ mạnh đẩy bên cạnh ninh trừng một phen ninh trừng còn chưa có phản ứng đi lại đã bị một khối bố cấp bưng kính miệng mũi ý thức mơ hồ gian nàng đột nhiên nhớ tới long ngọ lời nói không cần cùng triệu chân kỳ một mình xuất ra triệu chân kỳ cảnh giác nhìn nhìn chung quanh hiện tại thiên chậm rãi bắt đầu nóng lên lại là đúng giữa trưa chung quanh trên cơ bản không ai có người cũng sẽ không thể chú ý tới nơi này học cổng trường camera chỉ tới đại môn nơi đó sẽ không có đến đối diện chỉ có mấy nhà cửa hàng bọn họ nhàn hạ không có trang camera thuận tiện triệu chân kỳ làm việc Nhân mang cho ngươi đến đây này nọ có thể cho ta thôi triệu chân kỳ cũng đi theo lên xe vừa lên cứ tự đối chỗ kế bên tay lái nam nhân nói nói khi nam nhân quay sang rõ ràng là lúc trước triệu chân kỳ bạn mới bạn trai đương nhiên nói xong đem nhất hộp băng tự ném cho triệu chân kỳ còn có đâu triệu chân kỳ tái mặt run rẩy hỏi. Còn có cái gì? Triệu Thạch biết rõ còn cố hỏi. Giấy vay nợ. Triệu Chân Kỳ gầm nhẹ nói. Ai, lời này sẽ không đúng rồi, ngươi mượn dựa vào cái gì muốn ta còn? Ngươi. Triệu Chân Kỳ ngữ khí phóng nhuyễn. Lúc trước nói tốt xóa bỏ. Nam nhân độc xà một loại ánh mắt xẹt qua Triệu Chân Kỳ mặt, cười nói. Đúng vậy, này đó ảnh chụp không phải là toàn cho ngươi, ta nhưng là một điểm phim ảnh đều không có lưu, đủ nghĩa khí. Đúng giữa trưa, Long Ngọ bên kia còn là vừa vặn ăn xong cơm trưa. Vừa nhất lau miệng, nam lão sư đã nói nói. Buổi chiều các ngươi có thể tự do hoạt động, bất quá ngủ điểm phía trước phải về khách sạn, hiện tại có thể đi nghỉ trưa một chút. Mọi người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, kia còn đi nghỉ trưa, người người xoa tay sẽ chờ lão sư lên tiếng thả người đâu. Này đó! Nam lão sư xem một đám lưu cùng cái gì dường như học sinh, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Coi như hết, người trẻ tuổi thôi. Làm sao ngươi với ngươi kia lão sư giống nhau cũ kỹ? Nữ lão sư chọn loan mi nhạc nói. Nam lão sư hừ một tiếng, lên lầu nghỉ ngơi đi. Nữ lão sư xem đại nhị kia hai vị luôn luôn bị khen ngợi ổn trọng học sinh, lấy không tốn mảy may cho những người khác tốc độ đi ra khách sạn, không khỏi lắc đầu tình yêu lực lượng quả nhiên khó lường hiển nhiên tất cả mọi người là làm qua công khóa vừa ra tới liền minh xác hướng các phương hướng đi đến khi sơn thanh cùng long ngọ chậm rãi lạc ở phía sau câu được câu không nói chuyện ngươi muốn tìm nhà ai điếm tiểu trừng chỉ là nói đại khái phương hướng cùng điếm danh ta cũng không xác định long ngọ hướng bốn phía nhìn nhìn tuy rằng nàng là người địa phương nhưng cơ bản không đi ra ngoạn đối rất nhiều địa phương kỳ thực cũng không quen thuộc nơi này rất tốt. Thi Sơn Thanh đột nhiên nói một câu. Ân. Ừ. Long Ngọ tuy rằng không rõ ràng Thi Sơn Thanh là có ý tứ gì, bất quá nàng trực giác nói cho nàng hẳn là phải về ứng. Khi gia điếm là một nhà làm trung thức điểm tâm, quan theo cửa bày biện hình ảnh xem, Long Ngọ chỉ biết chúng nó rất ngọt, phỏng chừng là hải thị khẩu vị. Thoạt nhìn không sai. Thi Sơn Thanh nâng tay di di vành nón, nói. Tiểu Trừng nói nàng muốn ăn cái này, này. Còn có này. Long Ngọ xem hình ảnh phía dưới văn tự nhớ lại nói. Tại đây gia thoạt nhìn không sai điếm, thi Sơn Thanh tất nhiên là muốn ngồi xuống nếm thử. Hắn đi vào điểm đan, Long Ngọ tọa ở bên ngoài đại ô hạ. Ngài hảo, cần chút gì? Phục vụ sinh nhiệt tình hỏi. Thi Sơn Thanh đối với đan tử điểm mấy thứ? Liền này đó. Xin hỏi ngài là một người vẫn là hai người. Phục vụ sinh bắt tay viết tờ danh sách truyền đến mặt sau, sau đó hỏi. Hai cái. Thi sơn thanh xuyên thấu qua thủy tinh chỉ chỉ tọa ở bên ngoài long ngọ. Phục vụ sinh qua lại đánh giá hai người trên đầu đồng khoảng ngũ, trong mắt hiện lên hiểu rõ, vui tươi hớn hở nói. Xin chờ, rất nhanh sẽ hảo. Không đến 10 phút, nóng hầm hợp điểm tâm liền ra lô, thi sơn thanh xem trong mâm gì đó, nhíu nhíu mày nói. Ngươi nghĩ sai rồi chúng ta không có điểm đồ uống. Không có tính sai Nga, này là chúng ta điếm hoạt động đâu, phục vụ sinh như trước ý cười tràn đầy. Này là chúng ta điếm chúc phúc, chúng ta hy vọng khách nhân có thể thật dài thật lâu a. À, thi Sơn Thanh xem kia hai chén màu hồng phấn, mặt trên còn vẽ cả trái tim đồ uống trầm mặt. Cảm ơn. Thi Sơn Thanh nỗ lực xem nhẹ quá dị cảm, lễ phép đối phục vụ sinh nói lời cảm tạ. Bọn họ lúc đi ra mới ăn qua cơm trưa, cho dù đã qua một giờ, vị còn là không có như vậy không, cho nên thi sơn thanh chỉ là điểm mấy thứ chiêu bài điểm tâm, cũng may này đó đều là vật nhỏ, một ngụm có thể giải quyết một cái. Long ngọ cho rằng nước trái cây cũng là thi sơn thanh điểm, chưa từng có hỏi, cúi đầu từ từ ăn điểm tâm. Đỗ không tưởng tượng chung như vậy ngọt ngấy, chỉ là có loại ngọt lành, sau khi ăn xong trong miệng còn lưu có nhẹ nhàng khoan khoái. Hai người tỉnh tọa một hồi, mới lại đi vào chuẩn bị đóng gói vài loại điểm tâm mang về. Phục vụ sinh thấy bọn họ tiến vào lập tức hỏi còn cần chút gì. Giúp chúng ta đóng gói này vài cái. Long ngọ ở trên danh sách điểm mấy thứ. Tốt, bất quá chúng ta cần các ngươi nhị vị cùng nhau ký tên A. À. Phục vụ sinh nói xong, không biết theo kia lấy ra đến một quyển phấn phấn đại vỡ. Mở ra mặt trên tất cả đều là hai đôi hai đôi tên đặt song song ở cùng nhau, trung gian còn vẽ hồng tâm. Long ngọ cùng Thi Sơn Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều theo đối phương trong mắt thấy được một cái từ kỳ quái. Phục vụ sinh thấy bọn họ nửa ngày bất động, cười híp mắt giải thích. Viết lên tên sau có thể bán chip a không viết tên lời nói liền không thể đánh bao mang đi đâu chúng ta đây là cấp tình lữ chuyên chút a. Thi Sơn Thanh cái thứ nhất động thủ ở vở thượng viết, sau đó đem vở chuyển qua Long ngọ trước mặt. đều đến nước này chỉ có thể kiên trì viết xuống đi cũng không thể không thủ trở về. Gặp hai người viết xong, phục vụ sinh cười hiếp mắt lấy ra một cái màu đỏ vệt sáng bút, ở hai người tên trung gian vẽ một cái thật to hồng tâm. Xin chờ A à rất nhanh sẽ tốt lắm. Chương 32 32 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Liêu làm một cái tích cực hướng về phía trước hảo đại học sinh, thế tất yếu đoàn kết đồng học, ở trao đổi trung hữu nghị cùng ăn cho nên kết bạn ở tiệm nét suốt đêm đánh trò chơi là phải thường xuyên làm được sự. Làm một cái phú nhị đại, Trương Liêu là không hợp cách, bởi vì hắn đi tiệm nét không đặt bao hết, còn không ghế lô. Dẫn một nhóm người ở tiệm nét tối dễ thấy vị trí, đánh đánh giết giết, liên tiếp làm cho người ta chú ý. Khi Sơn Thanh bọn họ đi bên ngoài khảo sát thực tiễn, vừa vặn bọn họ ban ngay cả hai ngày không khóa, Trương Liêu Há có thể buông tha này cực tốt cơ hội, lập tức ở đàn lý hô bằng gọi hữu muốn đi tiệm nét sát nó cái một ngày một đêm. Nhưng là thật đáng tiếc, trong ban nhân cự tuyệt hắn, bản thân học đệ thời gian lại không giống, bất quá liền tính chỉ có trương liêu một người, hắn cũng không thể mất trò chơi trạch nam bộ dạng phong độ, cho nên hắn cuối cùng người mặc nhất kiện bạc áo khoác, chân lê một đôi trạch nam thiết yếu nhân tự tha hướng giáo ngoại tiệm nét sát đi. Bằng vào phong tao đi vị, tinh thấu kỹ thuật, Trương Liêu không đến một ngày ngay tại tiệm nét nội, thanh danh lên cao. Người trẻ tuổi ỷ vào thân thể tốt, suốt đêm là thường xuyên. Trương Liêu luôn luôn đánh tới ngày thứ hai giữa trưa mới ra tiệm nét tìm điểm này nọ điền bụng, sau đó tính toán hồi phòng ngủ tỉnh dưỡng nửa ngày. Trương Liêu ở sắp thu quán tiểu thương trong tay mua xuống cuối cùng mấy căn bánh quẩy, thời gian quá dài, bánh quẩy lạnh không nói còn cứng rắn. Thở dài, Trương Liêu chuyển tới cách vách trà sữa điếm điểm chén trà sữa trà sữa điếm ở cổng trường tà đối diện, Trương Liêu Lơ đã quay đầu liền nhìn đến Ninh Trừng cùng một người nữ sinh theo bên trong trường học đi ra, dù sao cách một cái phố, hắn vẫn là không chào hỏi, hơn nữa hắn ngâm mình ở tiệm nét một ngày không tắm rửa, trên người bao nhiêu có chút hương vị. Đồng học, của ngươi trà sữa tốt lắm. Trương Liêu tiếp nhận trà sữa, chậm rì rì ngồi ở cách môn gần đây trên bàn cắn bánh quẩy, nhưng sau phát hiện Ninh Trừng cũng hướng tới hắn này vừa đi tới đúng giữa trưa ra tới làm gì? Trương Liêu có chút tò mò. Ninh Trừng hiển nhiên không có phát hiện Trương Liêu, nàng cùng bên cạnh nữ sinh nói xong cái gì. Trương Liêu tựa vào trà sữa điếm cửa, theo Ninh Trừng dần dần biến mất ở trong tầm mắt, hắn nhịn không được vương một viên đầu đi xem xét Ninh Trừng. Này liếc mắt một cái trực tiếp nhìn đến bên cạnh triệu chân kỳ đổ lên Ninh Trừng động tác, theo Ninh Trừng bị che miệng bắt đi vào, đến bánh mì xe khởi động, toàn bộ quá trình không đến 2 phút nằm tàu. Trương Liêu bị trong miệng trà sữa cấp sạch ở, cũng không kịp ho khang, lập tức chạy vội đi ra ngoài vẫy tay đánh. Sư phụ, mau cùng thượng kia chiếc xe. Trương Liêu lủi tiếng bên trong xe, quát. Tiểu tử này vội vã là muốn làm gì? Lái xe chậm rì rì khởi động, trôi chảy hỏi một câu. Trương Liêu gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, nào có nhàn tình trả lời này, kết quả lái xe tuyệt không cấp, mắt thấy liền muốn đem xe cấp cùng đã đánh mất sư phụ phía trước là ta nàng dâu ngươi lại không theo sát điểm ta nàng dâu muốn bỏ chạy lái xe này vừa nghe mắt mạo tinh quang hiển nhiên đối này loại sự tình thuần thục thật tiểu tử ngươi này không được a à, nàng dâu sao có thể làm cho nàng trốn thoát đâu bình thường nhiều theo điểm nữ nhân không chỗ hỏng lái xe đem chân ga nhấc dẫm thoải mái mà đuổi theo sư sư phụ ngươi chậm một chút đi theo phía sau bọn họ không muốn cho bọn họ phát hiện. Trương Liêu còn không rõ ràng đã xảy ra cái gì, bên trong xe tình huống gì, chỉ có thể trước đi theo. Lái xe vừa nghe, cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử, ngươi đây là. Trương Liêu từ đâu đến rảnh rỗi đi để ý tới lái xe, hắn ở Hải thị chính là phổ thông học sinh, nửa khắc hơn hội kêu không đến người nào, gọi điện thoại báo nguy hiển nhiên không thể thực hiện được, dù sao đã xảy ra cái gì hắn đều còn không rõ ràng lật qua lật lại danh bạ, Trương Liêu bác thông Thi Sơn Thanh điện thoại. Quy Thi Sơn Thanh vừa ăn xong cơm trưa xuất ra, tính toán cùng Long Ngọ đi tìm kia gia điểm tâm điếm. Ngươi mượn điểm nhân thủ cho ta, ta có việc cấp. Trương Liêu cao mày nói. Thi Sơn Thanh bước chân phóng chậm lại, bên cạnh Long Ngọ cũng chỉ đành dừng lại chờ hắn nói xong điện thoại. Theo khách sạn sau xuất ra học sinh dần dần đi ở bọn họ phía trước. Ngươi muốn bao nhiêu? Thi Sơn Thanh trực tiếp hỏi. Trước đến 10 cá nhân. Trương Liêu nói xong liền treo, tiếp tục nhìn chầm chầm trước mặt bánh mì xe. Lái xe thấy hắn sắc mặt không đúng, dần dần tắt treo gẹo ý niệm, chỉ trầm mặt lái xe. Bên kia bến tàu phụ cận, Thi Sơn Thanh cúi đầu phát ra mấy cái đoạn tức, mới ngẩng đầu hỏi Long Ngọ. Ngươi muốn tìm nhà ai điếm? Chương 33 33 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trương liêu đi theo bánh mì xe thất quải bát quải đến nhất đống cư dân khu kia hỏa nhân trực tiếp khai đi vào bởi vì sợ bị bọn họ phát hiện trương liêu ở cửa đã đi xuống xe may mắn không phải cái gì xa hoa nhà trọ vừa xuống xe cửa cũng không có bảo vệ cửa thủ chỉ có mấy cái lão nhân gia đứng ở kia nói chuyện tiểu khu không lớn Trương Liêu nhất chạy vào đi liền nhìn đến bánh mì xe đứng ở tận cùng bên trong một căn nhà tiền vừa vặn người ở bên trong xuống dưới, Trương Liêu lập tức lắc mình núp vào. Triệu chân kỳ cái thứ nhất xuống xe, nhìn quanh vài lần sau đó đối cửa xe nội nhân nói gì đó. Nàng hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến này, quen thuộc hướng lên trên đi đến. Trương Liêu không phát hiện ninh trừng thân ảnh, chỉ nhìn đến bánh mì dưới xe đến ba nam nhân, một cái đi tuốt đàn trước mặt, mặt sau hai nam nhân nâng nhất cái rương. trương. Trương Liêu hàm răng cắn quá chặt chẽ, hắn không nghĩ tới thật là có nhân lá gan lớn như vậy, trực tiếp ở cổng trường trói người. Nhìn nhìn trên di động tin tức, hắn hít vào một hơi vẫn là theo đi lên. Đem nhân nâng xuất ra phóng trên mặt đất, triệu thạch ngồi sổng xuống sờ soạn một phen ninh trừng mặt, dâm. Cười nói, quả nhiên kẻ có tiền chính là không giống với, này mặt có thể sánh bằng ngươi nộn hơn. Triệu chân kỳ sắc mặt khó coi. Chúng ta lúc trước nói xong rồi, ngươi chụp ảnh xong, lấy đến tiền, liền tính. Triệu Thạch ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc, liền chụp tấm hình. Nhân ta đều buộc đến đây, không làm chút gì rất đáng tiếc, hơn nữa so với ảnh chụp ta cho rằng video clip tới càng trực tiếp. Triệu Thạch nói xong liền bắt đầu xả hôn mê ở trên sàn Ninh Trừng quần áo. Triệu Chân Kỳ Lương Tâm cũng chỉ là vụt sáng mà qua, hiện tại nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, kia còn dám nói cái gì? đứng ở một bên xem triệu thạch kia hai cái tiểu đệ đùa nghịch máy quay phim. Phanh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, bên trong bốn người đều bị dọa nhảy dựng. Hắn mẹ làm cái gì? Triệu thạch tức giận đến đứng lên, hắn không biết trương lưu theo ở phía sau, chỉ làm là có người nháo sự, dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, người nào đều có. Triệu thạch ý bảo bên cạnh nam nhân đi xem, kết quả còn chưa đi đến trước cửa mặt, lại là một tiếng nổ nơi này bản thân liền không phải cái gì hảo địa phương tiền thuê nhà thấp đủ cho thái quá môn bị trương liêu đá hai chân gục thấy rõ ràng trong phòng nhân trương liêu nhẹ nhàng thở ra không vài người hắn còn tưởng rằng ninh trừng gặp phải cái gì thật nhân vật trương liêu triệu chân kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới dù sao cũng là một cái học viện hơn nữa trương liêu cũng coi như trong hệ nhân vật phong vân trương liêu không biết triệu chân kỳ là ai tóm lại không phải cái gì người tốt. Trong phòng ba nam nhân đầu tiên là bị hù nhảy dựng, mặt sau gặp Trương Liêu liền một người, lá gan cũng đại lên. Triệu Thạch đối khắc hai người xử cái ánh mắt, kia hai người chậm rãi vây quanh đi lên. Trương Liêu thấy thế, nhéo xoay thủ đoạn nên đón. Hắn một cái nhiều năm vận động trẻ tuổi nhân đối phó hai cái tráng kiện nam nhân cũng coi như chiếm cứ thượng phong, Triệu Thạch gặp hai người không làm gì được, thao khởi một bên cái giá liền hướng Trương Liêu trên người sao. Trương Liêu nghe được sau lưng tiếng xé gió muốn tách rời khỏi, bên cạnh một người gắt gao xoay trụ hắn, Trương Liêu cứ như vậy thực sự đã trúng nhất côn. Triệu chân kỳ theo Trương Liêu vào thời điểm liền hoảng thần, thừa dịp bọn họ không chú ý sớm trốn, chỉ còn lại có nằm trên mặt đất ninh trừng. Đại khái là Triệu Thạch chuẩn bị mê dược chất lượng không tốt, lại có lẽ là bọn hắn đánh cho rất hung đem ninh trừng cấp đánh thức. Ninh trừng mơ mơ màng màng đi lúc thức dậy, còn chưa kịp suy xét bản thân quần áo vì sao bị thoát một nửa, dương mắt liền nhìn đến Trương Liêu cầm một cái dép lê ở số chết sau một cái bán quỳ trên mặt đất nhân. Dám sao ba ba đầu. Trương Liêu bị Triệu Thạch khơi dậy cân tức, trong nháy mắt đá ngã lăn bên cạnh hai vị trực tiếp hướng về phía Triệu Thạch đi qua, trong tay hắn không có tiện tay vũ khí, rõ ràng thoát hài cầm dép lê đi. Ngay tại Trương Liêu dùng dép lê gõ nhân thời điểm, mặt sau thi sơn thanh mượn tới được nhân cũng đến, ninh trừng vội vàng đem quần áo long hảo nhưng là đã có chút địa phương phá hô trương liêu cũng sao mệt mỏi vẫy tay nhường mặt sau đến nhân đem triệu thạch bọn họ trói lại đến ngươi không sao chứ trương liêu gặp ninh trừng đã tỉnh ngay cả bước lên phía trước hỏi ninh trừng lắc lắc đầu vừa tỉnh lại hoảng loạn đều bị trương liêu cầm dép lê bộ dáng làm giải tán trương liêu đem trên người bản thân bạc áo khoác cởi ra phi đến ninh trừng trên người sau đó chậm rãi đỡ nàng đứng lên hắn ở tiệm nét đợi một ngày bán quần áo bao nhiêu không tốt nghe thấy cũng may ninh trừng không để ý ta ở phụ cận nhìn đến ngươi bị người buộc lại cho nên mới theo đi lên cái kia thôi của ngươi nữ sinh là ai ta bạn cùng phòng ninh trừng nhàn nhạt nói một câu bạn cùng phòng trương liêu bất khả tư nghị lặp lại một lần đây là cái gì cừu cái gì oán ân ta cũng không biết vì sao, đến lúc đó giao cho cảnh sát đi. Ninh Trừng tâm tình không tốt lắm, theo nàng tiến đại học một năm còn chưa tới đã có hai kiện không làm gì tốt đẹp sự đã xảy ra, này may mắn hải thị không có nhà nàng nhân, bằng không trong nhà đã biết khẳng định là không đồng ý bản thân lại ở lại đại học dê. Long Ngọ trở lại ký túc xá thời điểm, bên trong một người đều không có, nàng kinh ngạc nhíu mày. Hôm nay buổi chiều tiểu trừng là không có khóa, coi nàng tính tình nhất định sẽ ở lại phòng ngủ chờ bản thân trở về. Cho rằng nàng là có chút việc đi ra ngoài, Long Ngọ không để ý, đem vừa mới ở căn tin dùng lò vi ba hâm nóng quá điểm tâm đặt ở ninh trừng trên bàn, Long Ngọ đi trước vọt tắm rửa. Xuất ra sau, Long Ngọ lại đợi chờ, nhìn thời gian đã đến lục điểm, nàng ngồi không yên. Hoặc khai di động liền cấp ninh trừng đánh cái điện thoại đi qua. Quy. Chuyển được sau, rõ ràng là cái giọng nam, Long Ngọ sửng sốt. Lớp trưởng. Long Ngọ. Trương Liêu vừa giúp Ninh Trừng mua quần áo trở về, nghe được Ninh Trừng di động vang, lập tức tiếp lên, gặp đối phương không nói chuyện, lại đối trong điện thoại lặp lại một lần. Lớp trưởng. Tiểu Trừng đâu? Nàng đang tắm, ra điểm sự, chúng ta chút nữa trở về trường học, nhưng tiểu Trừng cho ngươi giải thích. Trương Liêu vô ý thức theo Long Ngọ kêu tiểu Trừng. Ân Long Ngọ nhíu nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo. Bọn họ theo cái kia cư dân khu xuất ra sau trực tiếp hướng cục cảnh sát khai đi báo án, đến mặt sau Trương Liêu ở phụ cận đính trụ điếm, làm cho Ninh Trừng sửa sang lại một chút. Tiểu Trừng, quần áo phóng ở bên ngoài ghế tựa. Treo điện thoại, Trương Liêu chuyển cái ghế dựa đem mới mua quần áo phóng ở phía trên, xa xa nói một tiếng. Cảm ơn. Nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm, Ninh Trừng trịnh trọng nói chỉ chốc lát ninh trường liền xuất ra, trương liêu chuyển qua mà nói nói. Vừa rồi Long Ngọ gọi điện thoại đến đây, hỏi ngươi đâu? Tỷ. Đúng, ta nói chút nữa nhường chính ngươi cùng nàng giải thích. Trương Liêu nhìn chầm chầm ninh trừng dài rộng quần áo nhìn hai mắt, cảm thấy bản thân có chút ấy nấy. Quần áo mua quá lớn, đem vốn sẽ không đại nhân nổi bật lên càng là nho nhỏ một cái. Chương 34 34 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chờ ninh trừng trở về thời điểm trời đã tối rồi long ngọ an vị ở ghế tự ngẩn người ít nhất theo ninh trừng là như thế này tỷ ta đã trở về ninh trừng trong lòng bao nhiêu có chút không yên phía trước long ngọ rõ ràng đã cảnh cáo của nàng xảy ra chuyện gì long ngọ thanh âm có chút khàn khàn phía trước cùng triệu chân kỳ đi ra ngoài sau đó bị nàng cùng một nhóm người buộc lại ninh trừng gặp long ngọ sắc bén ánh mắt đảo qua đến vội vàng bổ sung bất quá ta không sao vừa vặn nhường trương lưu học trưởng thấy được hắn đã cứu ta triệu chân kỳ đâu nàng lưu cảnh sát đã lập án hẳn là lập tức liền có thể bắt đến nàng ninh trừng đứng ở một bên nha nha nói có bị thương không long ngọ đứng lên đánh giá ninh trừng ninh trừng lắc đầu không học trưởng tới thật kịp thời bởi vì buổi chiều ở cục cảnh sát còn liên hệ trường học, cho nên trở về có chút trễ. Trường học phương diện nhìn đến Ninh Trừng cũng rất bất đắc dĩ, dù sao đã là lần thứ hai xử lý của nàng vấn đề, cố tình hai lần Ninh Trừng đều là thụ hại giả, trường học cũng không không biết xấu hổ đi chất vấn nàng. Hai người đều trầm mặt một trận, triệu chân kỳ giường ngủ còn tại này, ai cũng không thể nghĩ đến lòng của nàng như vậy ngoan, nói hại nhân liền hại nhân. Mệt mỏi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Long Ngọ sờ sờ ninh trừng đầu an ủi nói. Cũng không biết vì sao, ở cư dân khu kia gian trong phòng nhìn đến bản thân quần áo hỗn độn tản ra thời điểm, ninh trừng một điểm cảm giác đều không có, ở cục cảnh sát nhận hỏi thời điểm, nàng cũng vẫn là kiên cường đem tự mình biết nói sở hữu toàn bộ nói cho cảnh sát. Nhưng là Long Ngọ vô cùng đơn giản sờ sờ đầu nàng, ninh trừng thật to mắt đen liền nổi lên một tầng hơi nước, cả người ủy khuất không được. Tỷ Ninh Trừng xoay người ôm lấy Long Ngọ, ở trên người nàng cỏ nước mắt. Long Ngọ đầu tiên là thân thể cứng ngắc một lát, sau đó thoáng thả lỏng một điểm, lấy tay sờ sờ Ninh Trừng lưng. Đã không có việc gì. Ninh Trừng hai mắt đẫm lệ hoa hoa nhìn Long Ngọ. Tỷ, ta hôm nay có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ. Long Ngọ đương nhiên không thể cự tuyệt, nàng cảm thấy Ninh Trừng có thể là để lại bóng ma. Hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, Trường học cùng vài cái cảnh sát sẽ đến phòng ngủ xem xét triệu chân kỳ gì đó. Tất cả đều là nữ sinh ký túc xá lâu đột nhiên đến nhiều như vậy nam nhân, bao nhiêu vẫn là đưa tới một trận xung sao. Ninh Trừng ở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, không có đi lên lớp. Long Ngọ gặp sắc mặt nàng còn nhìn được, liền đi phòng học lên lớp. Ở trên đường đụng tới Trương Lưu cùng thi sơn thanh, cùng thường ngày bất đồng là Long Ngọ lần này chỉ là cùng thi sơn thanh gật gật đầu sau đó trực tiếp nói chuyện với Trương Liêu. Lớp trưởng, ngày hôm qua còn muốn cảm ơn ngươi. Long Ngọ chân thành tha thiết nói. Không có việc gì, nhấc tay chi lao. Trương Liêu cảm thấy Long Ngọ các nàng trong lúc đó cảm tình so với hắn tưởng tượng càng sâu. Một bên thi Sơn Thanh cũng không biết bọn họ đang đàm luận cái gì, mi mày gian mang theo một tia không vui, này vẫn là lần đầu tiên Long Ngọ xem nhẹ hắn. Này cổ kỳ quái bị thi Sơn Thanh đưa trong phòng học, long ngọ cùng thường ngày ngồi ở thi sơn thanh bên cạnh đang muốn quay đầu nói chuyện với hắn kết quả phát hiện thi sơn thanh luôn luôn xem thư ngay cả cái ánh mắt đều không có cho nàng nhìn một hồi thi sơn thanh tuấn mỹ trắng nõn sườn mặt long ngọ nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm cẩn nghe giảng bài dù sao cũng không có gì đại sự muốn nói vẫn là không cần đi quấy rầy hắn tốt lắm long ngọ đối bản thân định vị có thể nói thật minh xác nói khó nghe điểm trên cơ bản chính là hỗn ăn chờ chết học tập đối nàng mà nói không phải là việc khó nghiêm cẩn hoàn thành là tốt rồi long ngọ lại không có ai sinh mục tiêu trong nhà hiện tại cũng chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh sống sót là tốt rồi nhưng là thi sơn thanh liền không giống với hắn rõ ràng chính là cái loại này có bản thân mục tiêu nhân hơn nữa căn cứ ninh trừng không ngừng đối long ngọ để lộ ra thi sơn thanh tin tức nàng đối hắn gia đình vẫn là biết một hai cho nên long ngọ có thể không quấy rầy thi sơn thanh liền không quấy rầy hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh thi sơn thanh tay phải nắm chặt, tu bổ sạch sẽ sạch sẽ móng tay bởi vì quá mức dùng sức mà phím bạch. Vừa rồi mãnh liệt như vậy tầm mắt, thi sơn thanh làm sao có thể phát hiện không đến, chỉ là không nghĩ tới long ngọ nàng. Vậy mà thật sự không nói với hắn nói. Thi sơn thanh trong lòng chát chát, thật không vui. Thi sơn thanh banh một trương mặt nghe xong chỉnh tiết khóa, tan học đổi phòng học thời điểm cũng không để ý long ngọ, trực tiếp hướng một cái khác phòng học đi đến. Long ngọ là cái trì độn nhân, nhưng không có nghĩa là nàng đối cái gì đều trì độn, càng là Thi Sơn Thanh xem như Long ngọ cái thứ nhất có thể cảm giác được hắn cảm xúc nhân. Yên lặng thu thập sách vở, Long ngọ vội vã đuổi tới mặt khác phòng học đi, sau đó như trước ngồi ở Thi Sơn Thanh bên cạnh. Thi Sơn Thanh tọa ở phòng học cuối cùng một loạt dựa vào cửa sổ vị trí, kia xếp chỉ có hai cái vị trí, bị hắn ngồi một cái một cái bị hắn thả bao long ngọ chậm rãi đã đi tới còn chưa có mở miệng nói chuyện thì sơn thanh liền không nói được lời nào đem bao xả đi lại ngươi làm sao vậy long ngọ có chút khẩn trương hỏi nói đến cũng kỳ quái long ngọ vài ngày nói không nên lời một câu nói nhân hiện tại lại muốn chủ động đến hỏi người khác vốn hai người chính là tọa ở cùng nhau long ngọ như vậy vừa quay đầu nói chuyện thi sơn thanh thậm chí có thể cảm giác trên lỗ tai phất qua của nàng hơi thở. Hắn không hiểu có chút mặt nóng. Không có gì. Thi sơn thanh rủ mắt thấp giọng nói. Kỳ thực long ngọ này câu hỏi là có cạm bẫy, thông thường thực không có việc gì nhân chợt vừa nghe nàng nói như vậy, nhất định sẽ hỏi lại trở về, chỉ có trong lòng thật có việc nhân tài sẽ nói không có gì. Thi sơn thanh. Long ngọ khó xử kêu một tiếng hắn nàng khó được đi giao một cái bằng hữu, thật đúng không có dỗ nhân thủ đoạn, nhưng là đội trưởng nói qua, bằng hữu có một nửa đều là muốn dỗ. Khi Sơn Thanh vẫn là nhịn không được nhìn sang, bên cạnh sống mái đừng biện vị kia, trong mắt tịnh là mê mang, trước kia hắn chán ghét nhất kia cổ áp chế nhân sắc bén khí thế cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Người nào đó toái phát che đậy hạ nhĩ tim phím ửng đỏ, cuối cùng trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Thật không có việc gì. Trong giờ học vốn liền không có bao nhiêu thời gian, còn phải tốn thượng một điểm thời gian đi tìm phòng học, rất nhanh lão sư liền tiến vào bắt đầu lên lớp, hai người chỉ phải ngồi ngay ngắn hảo. Đến cuối cùng hai vị trong hệ người người ngợi khen đệ tử tốt đều ngẩn người thất thần, bởi vì Long Ngọ dùng bút trạc trạc Thi Sơn Thanh, không nói chuyện. Thi Sơn Thanh trầm mặt một lát, cư nhiên cũng dùng bút đầu đi sau Long Ngọ bút. Long Ngọ còn chưa từng có cùng nhân chơi đùa chuyện như vậy. Long Ngọ suy xét hồi lâu, cuối cùng quyết định đánh trả. Dùng bút sao trở về. Thi Sơn Thanh dựa vào cửa sổ, dùng tay phải lấy bút, Long Ngọ dùng phải là tay trái, hai người ngươi sao ta một chút, ta hồi ngươi một chút, được không nghiêm cẩn. Tòa ở phía trước một loạt nam sinh, lăng lăng nghe xếp sau truyền đến thanh âm, cảm thấy bản thân đại khái là xuất hiện nghe lầm. Hai vị học bá làm sao có thể không nghe khóa còn muốn chế tạo tạp âm nhưng là hắn lại không dám quay đầu đi nghiệm chứng, vạn nhất kia nhị vị ánh mắt tề xuyến xuyến nhìn qua, không là dễ chơi. Chương 35 35 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có chút cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá, ngươi tới ta đi vài lần, thi sơn thanh khí toàn tiêu. Ở tan học thời điểm hắn còn chủ động yêu Long Ngọ đi ăn cơm, nếu đặt ở thường ngày Long Ngọ khẳng định đã sớm gật đầu đồng ý, Ta chút nữa mau chân đến xem ta bạn cùng phòng, lần sau đi. Long Ngọ xin lỗi nói. Cái kia tiểu trừng. Thi Sơn Thanh trong miệng mang theo ti bản thân cũng không rất minh sát quán trách. Ân, lần này còn phải cảm ơn lớp trưởng. Khi lần sau đi ra đến ăn một bữa cơm. Thi Sơn Thanh giấu hạ đáy mắt ám quang, đạm cười nói. Hảo. Hai người tan học sau trực tiếp tách ra, Trương Lưu từ phía trước đi lại, tính toán cùng thi sơn thanh cùng đi. Long ngọ đi rồi. Trương Liêu bác quái một câu, hắn còn tưởng rằng hai người muốn cùng đi ăn cơm trưa đâu, dù sao vừa kết giao tổng yếu thân mật một điểm. A ngọ vì sao muốn tạ ngươi? Thi Sơn Thanh làm bộ như lơ đảng hỏi. Trương Liêu cũng không để ý Thi Sơn Thanh xưng hô vấn đề, chỉ làm này là bọn hắn tình nhân gian xưng hô, hắn lập tức đem ngày hôm qua chuyện đã xảy ra toàn cấp vũ ra đến đây ngày hôm qua không phải là hướng ngươi mượn vài người. Tiểu Trừng, liền long ngọ bạn cùng phòng, ra điểm sự. Trương Liêu nhớ tới cũng là cảm thấy một lúc sau sợ. Không biết nữ hài tử ghen tị tâm thế nào như vậy cường, đồng ký túc xá đều hạ thủ được, hoàn hảo bị ta gặp được. Trương Liêu bừa bãi nói nhất đại thông, thi Sơn Thanh không toàn nghe minh bạch, bất quá hắn cũng không có hứng thú làm biết, chỉ cần biết rằng Long Ngọ vì sao tạ Trương Liêu là được. A Ngọ lần sau hội cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thi Sơn thanh nhẹ bỗng đã đánh mất một câu. Ai, khách khí như vậy, mọi người đều là bằng hữu. Trương Liêu bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi phụ cận áp suất thấp giống như tiêu thất. Long Ngọ không đi căng tin, trực tiếp trở về phòng ngủ. Ninh Trừng một người ngồi ở kia cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Long Ngọ chưa tiến vào chỉ là ở trên cửa gõ gõ. Tỷ Ninh Trừng ngẩng đầu nhìn đi, lập tức cười nói. Ngươi tan học. Ăn cơm sao? Không, hảo đói a. À. Ninh Trừng tiến lên ở Long Ngọ bên người làm nũng. Cùng đi ăn cơm đi. Long Ngọ an ủi sờ sờ Ninh Trừng đầu. Ninh Trừng tự nhiên là nhường Long Ngọ thuận mau, nàng vóc người không cao, lại yêu tiến đến Long Ngọ trên người. Long Ngọ sờ đứng lên quả thực mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thực đáng tiếc, ninh trừng xem long ngọ giúp nàng lấy cơm tạp bóng lưng cảm thán nếu nàng tỷ là nam sinh thì tốt rồi nàng cái thứ nhất đuổi theo nàng tỷ nhất định sẽ phi thường sủng đối tượng đi thôi giúp ninh trừng cầm cơm tạp long ngọ nắm tay nàng đi ra ngoài ninh trừng không nói gì xem chính mình tay cảm thấy muốn nàng tỷ thực là nam nhân phỏng chừng cũng là cái loại này thép trực nam tri kỷ là tri kỷ nhưng là đối đãi bạn gái khẳng định tháo tỷ ninh trừng kéo dài quá thanh âm kêu trụ long ngọ như thế nào long ngọ không rõ ý tưởng quay đầu nhìn lại ninh trừng đem chính mình tay nâng lên nhân tiện đem long ngọ thủ cũng nâng lên tỷ nào có ngươi như vậy chia tay nhân thủ long ngọ cúi đầu nhìn lại nàng lấy tay trực tiếp nắm chặt ninh trừng cổ tay vóc người cao nhân thủ thông thường muốn lớn một chút long ngọ thực nhẹ nhàng liền vòng ở ninh trừng thủ như thế nào Long ngọ không rõ kia có vấn đề. Ninh Trừng trùng trùng thở dài. Tỷ, ngươi như vậy khiến cho ta rất giống phạm nhân, bằng hữu dắt tay hẳn là bộ dạng này. Nói xong Ninh Trừng bắt tay đưa vào Long ngọ trong tay, mười ngón tướng nắm, sau đó nâng tay cho nàng xem. Nhà, như vậy. Kỳ thực nữ sinh dắt tay có rất nhiều loại, thông thường thường xuyên nhất gặp là lấy tay nắm giữ trụ đối phương thủ, nhưng càng thân mật cũng không phải là không có, hơn nữa vừa rồi Ninh Trừng luôn luôn nghĩ Long Ngọ nếu nàng bạn trai thì tốt rồi, theo bản năng liền lựa chọn 10 ngón tướng truyền phương thức. Long Ngọ sợ sệt nhìn nhìn hai người bắt tay Phương Thức, bỗng nhiên liền nghĩ tới phía trước ở khu vui chơi cùng Thi Sơn Thanh dắt tay bộ dáng. Nguyên lai like như vậy dắt tay không phải là đối, bằng hữu muốn như vậy khiên sao? Xem ra Thi Sơn Thanh cũng không biết, lần sau muốn sửa đổi đến, Long Ngọ như có đâm chiêu. Đi, đi ăn cơm ta hảo đói a điểm tâm đều không có ăn ninh trừng nào biết đâu rằng long ngọ nghĩ cái gì nàng vui mừng nắm long ngọ hướng căng tin đi đến triệu chân kỳ chuyện trường học xử lý như thế nào long ngọ hỏi này a giống như đã thông tri nhà bọn họ dài ninh trừng biểu môi còn thông tri phụ mẫu ta ra chuyện lớn như vậy khẳng định muốn thông tri tộc trưởng trong nhà ngươi sẽ lo lắng Ninh Trừng nghĩ đến tương lai vài ngày da đầu liền rung lên. Tỷ, ngươi không biết, đến lúc đó trong nhà ta hội náo động đến. Làm không tốt bản thân cũng không có thể tiếp tục ở đại học dê đi học. Loại sự tình này tộc trưởng ra mặt cũng sẽ hảo một điểm. Long Ngọ An ủi nói, nàng coi Ninh Trừng là muội muội đối đãi, tự nhiên hy vọng Ninh Trừng có thể hảo hảo, ra loại sự tình này khẳng định có bóng ma, người trong nhà đến bồi cũng là tốt. Triệu chân kỳ không biết trường học đã thông tri của nàng gia trưởng, nàng ngày đó xuất môn liền đem di động cấp ném, nàng ném di động phía trước trước cấp dư mục đánh cái điện thoại, nói bản thân ra điểm sự muốn mượn chút tiền. Cho dù dư mục bị triệu chân kỳ bắt cá hai tay, bọn họ rốt cuộc kết giao nhiều năm như vậy, lại là đồng hương. Hiện tại nói có chuyện gấp, dư mục cũng sẽ không thể không hỗ trợ, chỉ là thái độ lãnh đạm rất nhiều. Triệu chân kỳ nơi nào quản hắn khẩu khí như thế nào, có thể làm đến tiền là tốt rồi. Đem tiền toàn bộ lấy xuất ra, triệu chân kỳ lập tức liền đến bến xe mua phiếu chạy thoát. Phía trước của nàng tiền đều bị lừa xong rồi, còn thiếu đặt mông nợ, vì kéo theo triệu thạch, hai người vỗ không ít cái loại này video clip. Triệu chân kỳ cũng biết bản thân từng bước một không có đường rút lui, nhưng là lại không dám đi báo nguy. Đợi đến cuối cùng triệu thạch muốn bán đứng nàng, triệu chân kỳ mới hoãn. Nàng một cái đại học danh tiếng sinh làm sao có thể đi lên cái kia lộ? Ninh Trừng lại giống cái túi tiền tử giống nhau cả ngày ở trước mặt nàng hoảng, Triệu Chân Kỳ nhịn không được liền động oai tâm tư. Nàng nghĩ Ninh Trừng có tiền, ra điểm tiền coi như là cứu nàng một mạng. Triệu Thạch ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, chỉ nghe Triệu Chân Kỳ nói Ninh Trừng có tiền là không có khả năng sẽ tin, chính hắn đi thăm dò tra, kết quả phát hiện Ninh Trừng trong nhà không đơn giản là có tiền có thể hình dung hắn xem triệu chân kỳ tự xưng là ninh trừng bạn cùng phòng, tâm tư lập tức lung lay mở. Muốn trực tiếp giống bọn họ đòi tiền, phỏng chừng đến lúc đó tiền không lấy đến còn chọc một thân tinh. Hào môn thế gia chú trọng nhất cái gì? Mặt mũi. Triệu thạch ở ra được ninh trừng gia thời điểm, một cái kế hoạch tự thành hình. Hắn muốn giống chụp triệu chân kỳ giống nhau, cấp ninh trừng cũng chụp vài đoạn video clip. Đến lúc đó ninh gia vì bọn họ nữ nhi bảo bối thanh danh, xuống tay thời điểm cũng muốn suy nghĩ một chút. a à, lại nghĩ nhiều lắm, hiện tại không phải là muốn vào ngục giam. Triệu chân kỳ hung tận cắn bánh bao thầm nghĩ. Hải thị phụ cận thành thị đều phát triển không sai, như vậy địa phương triệu chân kỳ không dám nhiều đãi rất dễ bị tìm được. Nàng tính toán trước chạy trốn tới xa xôi địa phương quá một trận, chờ tránh hoàng nổi bật trở ra. Bên kia dư mục đánh xong tiền liền hối hận, Triệu Chân Kỳ từ trước đến nay là tốt mặt mũi nhân, theo lý mà nói hai người chia tay sau là sẽ không lại có lui tới, lần này đột nhiên hướng nàng vay tiền nhất định là ra chuyện gì. Hắn có nàng cha mẹ điện thoại, vốn nghĩ đánh qua hỏi một chút, kết quả công tác bận quá, luôn luôn kéo. Kết quả vài ngày sau, Triệu Chân Kỳ cha mẹ nhưng là trước gọi điện thoại đi lại dương mục thế này mới theo bọn họ trong miệng biết được triệu chân kỳ đều phạm chút gì đó bao nhiêu có chút thương cảm dù sao là của chính mình bạn gái trước lúc trước vừa mới tiến đại học dê thời điểm vẫn là tốt như vậy nữ hài tử hiện thời biến thành như vậy ngay cả cái đường rút lui đều không có mấy ngày nay không nội trú long ngọ vừa tắm rửa xong ninh trừng liền khổ một trương mặt đi lại ba mẹ ta đến đây bọn họ làm cho ta trước cùng bọn họ ở vài ngày ta đây đưa ngươi đi đi. Long ngọ tính toán đem áo ngủ thay đổi. Ninh Trừng vội vàng lắc đầu. Không cần, bọn họ ngay tại dưới lầu, ta bản thân đi xuống là đến nơi. Như thế nào, ba mẹ đến đây còn không vui. Long ngọ nhéo nhéo Ninh Trừng đô lên khuôn mặt, cảm giác được trong tay trắng miệng, không khỏi cảm thán. Khó trách trước kia đội trưởng thích niết nhân mặt. Ai? Ninh Trừng thất hồn lạc phách khoát tay, sau đó đi xuống lầu dưới đi. Nàng trước kia thân thể không tốt, người trong nhà cơ bản là một điểm gió thổi cỏ lay đều nhìn không được, sau này cao trung ở M quốc làm xong giải phẫu, hiện tại đều đi qua mau 2 năm, kỳ thực cũng cùng thường nhân không sai biệt lắm. Nhưng là ninh trừng cha mẹ không nghĩ như vậy, bọn họ đặt ở trên đầu quả tim sủng nhiều năm như vậy bảo bối, đột nhiên liền rời khỏi da, còn kém điểm nhận đến thương hại, đổi ai ai cũng chịu không nổi ninh trừng một chút lâu cha mẹ quả nhiên đứng chờ ở cửa mẹ nàng ánh mắt hồng hồng nhất nhìn đến nàng nước mắt bá liền bắt đầu rơi xuống mẹ ngươi đừng khóc đừng khóc ta đây không hảo hảo thôi ninh trừng ngay cả bước lên phía trước an ủi chúng ta lúc trước cho ngươi ở lại thành phố a ngươi cố tình muốn tới hải thị hiện tại tốt lắm ninh ba vừa thấy mặt liền bắt đầu húng ninh trừng bất quá nói còn chưa dứt lời đã bị mang theo khóc nức nở ninh mẹ tấp đánh gãy chúng ta cục cưng cũng không đồng ý làm sao ngươi vừa tới liền mắng nhà chúng ta cục cưng ninh mẫu trừng mắt ninh ba sau đó ông ninh trừng an ủi cũng không để ý tới thương tâm ninh trừng theo mẹ nàng trong lòng thăm dò một cái đầu đối nàng ba hiểu trong lòng mà không nói cười cười ba nàng tuy rằng cũng thương nàng nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể bản thân đi xem thế giới này mà không phải là luôn luôn qua ở người nhà che chở lý. Cuối cùng người một nhà thủ nắm tay hướng bên ngoài đi đến, mặt sau còn đi theo vài cái bảo tiêu. Thất đống lầu sáu một gian phòng nội, thi sơn thanh ghé vào trên giường nhàm chán lăn cúc trong công ty hắn nên xử lý chuyện cũng xử lý xong rồi, học nghiệp liền càng không cần phải nói. Nhàm chán, thi sơn thanh buông tiếng thở dài khí. Nghĩ nghĩ hắn cầm lấy trên tủ đầu giường di động, lần trước long ngọ phát ra một quyển tiểu thuyết cho hắn, còn chưa kịp xem. Không biết nàng thích xem cái dạng gì tiểu thuyết, thi sơn thanh ở đầu óc xẹt qua một loạt lịch sử loại, khoa học viễn tưởng loại tiểu thuyết. Chính hắn thích xem khoa học viễn tưởng, nếu Long Ngọ cũng thích, lần sau có thể đề cử nàng mấy bộ, thi sơn thanh ở mở ra mặt biên tiền nghĩ rằng. Đang nhìn đến kia màu sắc rực rỡ bìa mặt khi, thi sơn thanh sửng sốt một lát, còn tưởng rằng là di động kêu sai lầm rồi trang web, rời khỏi vài lần, phát hiện vẫn là giống nhau sặc sỡ. Đại khái liền là như vậy phong cách đi, chẳng lẽ là tân nhuệ tiểu thuyết. Thi Sơn Thanh theo bản năng xem nhẹ trên bìa mặt kia kim lóng lánh hoa thức tự thể. Đại khái qua nửa giờ sau, Thi Sơn Thanh cứng ngắt theo trên di động lấy ra xuất ra, nguyên lai Long Ngọ thích như vậy tiểu thuyết sao? Nhưng xem tiểu thuyết thông thường đều tìm thức thích chiếu bản thân ham thích đến, chẳng lẽ Long Ngọ thích như vậy nhịp điệu sao? Thi Sơn Thanh tự hồ nhìn thấy cái gì thật gì đó. Chương 36 36. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Long Ngọ đương nhiên không biết Thi Sơn Thanh thật đúng nhìn kia bản tiểu thuyết, nàng cho rằng chỉ là nói một chút mà thôi, hoàn toàn không biết này bản tiểu thuyết vặn vẹo Thi Sơn Thanh đối Long Ngọ cái nhìn. Toàn bộ trong phòng ngủ chỉ còn lại có nàng một người, không có ninh trường sinh động, nơi này có vẻ an yên tĩnh đáng sợ, cơ hồ nghe không được có người thanh, có chỉ là Long Ngọ nhợt nhạt tiếng hít thở. Thực yên tĩnh, Long Ngọ ngồi ở ghế tự nghĩ. Nàng thay tẩy trắng bệt áo ngủ quần ngủ, tóc còn có chút ẩm, cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, trên người sắc bén hơi thở cũng nhu hòa không ít. Bộ này áo ngủ là Long Ngọ ở thượng cao nhất thời điểm bản thân mua, khi đó nàng trụ ở nhà, cha mẹ đúng lúc là sự nghiệp tối thời điểm mấu chốt, ba ngày hai bữa không ở nhà. Long Ngọ lại nghe nói, thành tích cũng tốt, Long Hoành cùng Trần Tú khi đó đối nàng đặc biệt yên tâm, định kỳ cho nàng thu tiền làm cho nàng chiếu cố tốt bản thân, không cần tỉnh. Lúc đó Long Ngọ là có áo ngủ, đó là mẹ nàng cho nàng mua, thoải mái đơn giản lại hào phóng, giá đương nhiên cũng không phỉ. Bọn họ liền Long Ngọ một cái nữ nhi, đương nhiên khẩn cấp tốt cho nàng dùng. Nữ hài tử cùng nam hài tử không giống với, phát dục thông thường đều ở sơ trung, đến cao trung liền không sai biệt lắm ngừng, cơ bản không có chân chính đến 18 tuổi còn tại trưởng, nhưng Long Ngọ cũng là luôn luôn vừa được 18 tuổi, lúc đó nhập ngũ một năm, nàng thay đổi tam bộ quân phục. Hơn nữa bản thân liền sau bạn cùng lứa tuổi sớm đọc 2 năm, nàng khảo học đại học thời điểm mới 10 thất, cao trung kia đoạn thời gian quần áo thường xuyên tiểu mau. Ba mẹ nàng mới đi hơn một tháng, Long Ngọ rõ ràng cảm thấy áo ngủ ăn mặc có chút banh, ngày thứ hai tan học chính nàng cầm tiền phải đi thương trường. Đây là Long Ngọ lần đầu tiên xuất ra cấp bản thân mua quần áo trước kia đều là Trần Tú một tay ôm đồn. Thương trường rất lớn, cái loại này có chuyên môn mặt tiền cửa hàng điếm long ngọ không có đi vào, nàng trực tiếp hướng mặt trong một cái siêu thị đi đến tiến vào. Ấn trên đỉnh đầu bản hướng dẫn long ngọ tìm được nhất lưu quải áo ngủ cái giá, nàng tới tới lui lui đi rồi vài tranh, có đôi khi còn đưa tay đi sờ sờ quần áo chất liệu, đương nhiên nàng là sờ không ra cái trò. Làm long ngọ đi đến giá hàng tối bên cạnh thời điểm, quay đầu nhìn đến một đống bác gái vây quanh ở một chỗ, nàng mị mị ánh mắt, đứng ở kia nghe xong một hồi lâu, cuối cùng cũng đi đến kia khối địa phương đi. Đó là một cái hình vuông lập giá, mặt trên đôi đầy áo ngủ, bác gái nhóm tại kia cực có hứng thú lăn qua lộn lại lựa, may mắn áo ngủ cùng quần ngủ bị ngay cả ở cùng một chỗ, mới không còn lỏng lẻo buông đến. Vừa rồi Long Ngọ nghe được các nàng đang nói nhà này bài tử áo ngủ làm xúc tiêu, thế này mới thấu đi lại nàng chậm rì rì chen đi qua, sau đó lặng lẽ vương một bàn tay đi sờ sờ áo ngủ chất liệu. Ân, vẫn là không biết cái gì chất liệu, Long Ngọ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ. Ai u, nữ hoa hoa chính ngươi đến mua quần áo A. Bên cạnh một vị bác gái nhìn đến Long Ngọ, lập tức nhiệt tình tăng vọt hỏi. Kỳ thực bác gái cùng Long Ngọ thân cao không sai biệt lắm, nhưng là Long Ngọ chính vượt qua phát dục thời điểm, cả người gầy teo, lại trác một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu đuôi ngựa, ở một đống khôi ngô bác gái đối chiếu hạ có vẻ nho nhỏ một cái. Ân. Ừ. Long ngọ ánh mắt không lớn, nhưng là trồng mắt hắt, nàng lại không có biểu cảm gì, cả người thoạt nhìn ngơ ngác, bác gái vừa thấy, trong lòng nhất thời triều mến không thôi. Ta giúp ngươi chọn. Bác gái vỗ vỗ bản thân bộ ngực, nhiệt tình nói. Xem qua nhi ngươi còn tại phát triển thân thể lý, này áo ngủ muốn ngô đại tài năng mặc đã nhiều năm, dù sao ở nhà lớn một chút không có việc gì. Bác gái vừa nói xong, trong tay thật nhanh lựa. Bác gái cũng không phải tùy tiện chọn, nhan sắc rất vẻ người lớn nàng không cần, tiểu nhân cũng không cần, cuối cùng chọn chúng một bộ màu xanh nhạt, mặt trên còn có trong nhà nàng tôn tôn yêu nhất xem hoạt hình nhân vật. Qua nhi cầm, bộ này hảo, chất liệu mặc vào đến cũng thoải mái, không giống bên kia, tử quý tử đắt tiền bác gái còn dùng miệng nổ nổ bên cạnh cái giá thượng quải ngay ngắn chỉnh tề áo ngủ tiểu long ngọ nâng bộ này áo ngủ nghiêm cẩn về phía bác gái nói tạ sau đó đi tính tiền quả nhiên bác gái là trên đời người đáng tin nhất tiểu long ngọ nghĩ rằng tv không có gạt người xem tv là long ngọ theo sơ ngay từ đầu đã thành thói quen long hoành cùng trần tú mỗi ngày buổi tối muốn đúng giờ xem tin tức cctv một kiên trì bài tập đối nàng mà nói rất ít trong nhà thư nàng cũng nhìn xem thất thất bát bát, liền ngay cả nàng đường ca đặt ở nàng nơi đó mấy bản truyện tranh đều phiên hai lần, khi đó Long Thắc Phương còn chỉ là sơ thiệp thủy, lén lúc nhường Long Ngọ giúp nàng cất giấu. Nhằm chán liền dễ dàng nhớ lại, Long Ngọ nhớ lại ngày hôm qua tan học một đống nữ hài tử vây ở cùng nhau liếu riếu nói xem tivi kịch, nội tâm có chút tò mò. Sau đó phá lệ, Long Ngọ theo bản thân trong phòng đi ra, ở Long Hoành cùng Trần Tú khiếp sợ trong ánh mắt, mở ra tivi ngồi xuống xem lên. Nhìn hồi lâu, Long Ngọ rốt cục thấy được kia bộ phim truyền hình, nội dung nàng không thấy biết bao nhiêu, chỉ biết là ba nàng vuốt nàng đầu làm cho nàng nhiều xem xem tivi kịch, không cần bắt ở trong phòng luôn luôn đọc sách. Tiểu Long Ngọ là cái phi thường nghe lời đứa nhỏ, đã phụ mẫu nàng hy vọng nàng làm gì, nàng liền sẽ luôn luôn làm đi xuống, cho nên từ đây Long Ngọ liền dưỡng thành xem 2 giờ tivi thói quen. Chỉ là nàng không phải chân chính muốn xem tivi kịch cho nên mở ra TV là cái nào kênh liền hội tiếp tục nhìn mãi. Long Hoành cùng Trần Tú lại luôn luôn cho rằng Long Ngọ thích xem CCTV1, cứ như vậy người một nhà nhiều năm không đổi qua kênh. Long Ngọ cũng theo này thượng đến thiên văn địa lý, hạ đến Long Gà Võ Tỏi Thần Kỳ kênh, đã biết một sự kiện. Bác gái là trên đời này người đáng tin nhất. Trần Tú là rất đau Long Ngọ, chỉ cần Long Ngọ xuất hiện một điểm ý nghĩ của chính mình, nàng là hai tay đồng ý cho nên khi nàng trở về nhìn đến tiểu long ngọ bộ cùng diễn phục giống nhau áo ngủ thời điểm, trầm mặt. Này bộ quần áo chất lượng quả thật không sai, mặc rất nhiều năm cũng vẫn là hảo hảo, chính là nhan sắc có chút trắng bệt, hơn nữa hiện tại đối long ngọ mà nói có chút tiểu, ống quần căng bản che không được mắt cá chân. Bất quá áo ngủ miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể mặc, dù sao long ngọ cũng không quan tâm. Cho dù một chỗ ở phòng ngủ, Long Ngọ cũng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa, nàng không có đọc sách chỉ là chạy xe không bản thân lần trước giống như mua chút rượu còn chưa có uống long ngọ bỗng nhiên nhớ tới thấp kém thân mở ra bên cạnh ngăn tủ nàng xuất ra một lọ rượu đế sau đó lay khai giá sách mấy quyển sách bên trong rõ ràng là hai cái điệp ở cùng nhau chén rượu long ngọ như trước là ngồi ngay ngắn tại kia lưng thẳng thắn trong tay lại thuần thục khai bình rót rượu hai chén đều đổ tràn đầy long ngọ bưng lên một ly khẽ chạm chạm vào mặt khác một ly, cúi đầu nói. Đội trưởng, ta kính ngươi. Một ly rượu đế, nàng mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp cấp quán đi xuống. Lại là tràn đầy một ly, đối diện kia chén như trước bất động, long ngọ tiếp tục huyết một lần. Đội trưởng, ta giao một cái bằng hữu, người kia tốt lắm. Dừng một chút, long ngọ không có lập tức nâng cốc uống xong đi, nàng cười cười, bởi vì không thói quen mặt vẫn là có chút cứng ngắc, hắn bộ dạng cũng tốt xem, đội trưởng ngươi hẳn là sẽ thích hắn. Lúc trước nàng ở bộ đội thời điểm giống như trước đây ba ngày nói không nên lời hai câu nói, trong đội cũng không có gì giải trí gì đó, ngay cả thư đều không có bao nhiêu, trừ bỏ tất yếu câu hỏi, nàng trên cơ bản chính là ngủ. Nàng bắt đầu vẫn là bình thường đại học binh, sau này mặt trên đến đây nhất bác nhân không biết như thế nào liền coi trọng Long Ngọ, cuối cùng Long Ngọ bị tuyển đi vào lúc đó đội trưởng đỉnh một trương hắc hoàng mặt tới đón tiếp nàng, cuối cùng ở long ngọ trong trí nhớ kia khuôn mặt vẫn là hắc hoàng, chẳng qua mặt trên che kính máu tươi. Một lọ rượu đế trừ bỏ đổ xuất ra một ly không uống, khác đều bị long ngọ giống uống bạch thủy giống nhau cấp uống sạch sẽ, nàng nhìn nhìn thời gian, nghĩ ngày mai còn muốn lên lớp, trực tiếp nhảy lên giường, lại không phát ra một điểm thanh âm. Buổi sáng lục điểm long ngọ mở mắt ra khiêu xuống giường, bởi vì có sớm khóa nàng không có biện pháp đi chạy bộ, rõ ràng vẫy một trận nước lạnh, bế quyển sách liền hướng phòng học đi. Đêm qua uống lên một lọ rượu, buổi sáng lại chưa ăn sớm một chút, Long Ngọ đa đa thiểu thiểu cảm thấy vị có chút không thoải mái. Nhíu nhíu mày, Long Ngọ không để ở trong lòng, nàng am hiểu nhất chuyện chính là nhẫn nại. Buổi sáng tốt lành. Cũng trước tiên đến thi sơn thanh mang theo một thân bạc mát hơi thở tiến vào, xem Long Ngọ lại câu môi cười cười, rất là ôn nhu. Cười rộ lên thật là đẹp mắt, Long Ngọ mơ mơ màng màng tưởng, nàng cảm thấy bản thân đầu óc choáng váng, khả năng không ngủ tỉnh. Mặt sau cùng vào Trương Liêu, dùng mắt dò xét dò xét này hai vị, cảm thấy bản thân đang ở sáng lên, vẫn là 2 kW cái loại này. Ta tối hôm qua nhìn ngươi phát cho của ta tiểu thuyết. Nguyên lai like ngươi thích loại này sao? Thi Sơn Thanh thử hỏi. Long Ngọ không có phản ứng đi lại, nhưng là vừa cấp cho bằng hữu đáp lại cuối cùng nàng nghĩ nghĩ nghiêm cẩn trả lời ngươi cũng thích không ta còn có rất nhiều có thể truyền cho ngươi long ngọ cho rằng thi sơn thanh cùng nàng đường ca giống nhau cũng đối loại này cảm thấy hứng thú chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc nguyên lai nam sinh đều thích xem loại này màu sắc rực rỡ gì đó sao thi sơn thanh không nghĩ tới long ngọ thật đúng đối loại này nữ tổng tài nam trợ lý tiểu thuyết cảm thấy hứng thú Bất quá hắn cẩn thận ngẫm lại, lông ngọ của nàng sắc thực thoạt nhìn rất hung hăng. "Vậy ngươi truyền cho ta đi." Thi Sơn Thanh quyết định nhận, giữa bằng hữu hẳn là muốn giải đối phương hứng thú điểm, hắn hy vọng có thể cùng lông ngọ có chuyện đề khả đàm. Long thắt Phương truyền quá rất nhiều rất nhiều cấp lông ngọ, tất cả đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, cho rằng lông ngọ sẽ thích tiểu thuyết, loại hình thật nhất trí, tất cả đều là bá đạo nữ tổng tài cùng nhu nhược nam cấp dưới này khởi nguyên cho Long Ngọ tham gia quân ngũ một năm sau trở về mừng năm mới thời điểm, Long Thắc Phương vừa vặn theo em mờ quốc trở về. Long Thắc Phương xem hắn ban đầu trầm mặt, đứng ở trong đám người có thể nháy mắt bao phủ đường muội một năm sau trừ bỏ dài quá vóc người, ngay cả ánh mắt đều mang theo sát khí, cả người đứng ở vậy giống một cây tiêu thương. Lúc đó hắn vừa vặn nhìn đến một quyển tiểu thuyết, cảm thấy cùng hắn đường muội khí chất tương đương phù hợp, lập tức liền truyền cho Long Ngọ. Long Ngọ là người tốt, không sẽ cự tuyệt thân nhân hảo nhân, đối mặt Long Thắc Phương hỏi, nàng chỉ có thể nói đẹp mắt. Từ đây Long Thắc Phương liền không có ngừng quá cấp Long Ngọ phát tiểu thuyết hành vi, hắn mỗi tháng hội chuyên môn sửa sang lại một quyển xuất ra truyền cho Long Ngọ. Bởi vì ở bộ đội thật lâu, thông tin theo không kịp, Long Ngọ cũng không thế nào xem qua, chỉ là gần nhất vừa khéo sửa sang lại Long Thắc Phương cho nàng một ít tư liệu, có tiểu thuyết cũng có khác một ít trọng yếu gì đó ngươi muốn xem nào long ngọ lấy ra di động cấp thi sơn thanh xem nàng bên trong có rất nhiều không biết muốn phát cho hắn cái gì ta nhìn xem thi sơn thanh để sát vào đi qua tưởng thấy rõ ràng điểm chật trương liêu ở trong lòng táp hạ miệng lúc này còn rất sớm trong phòng học không có gì nhân hắn có thể rõ ràng sau khi nghe được mặt truyền đến ngược cổ thanh âm vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí tốt lắm Trương Liêu mặt không biểu cảm đi đến phòng học. Chương 37 37 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tuy rằng Long Ngọ tẩy qua tắm, nhưng nàng dùng phải là xà phòng không có sữa tắm hương vị trọng, thi sơn thanh cái mũi linh lại dựa được gần, vẫn là nghe thấy ra nhàn nhạt mùi rượu, không nùng chỉ một tia gần như hồ vô. Long Ngọ là một cái có tiền khoa nhân, thi sơn thanh cơ hồ lập tức phân biệt ra được, hắn tuấn tú mi mày cao cũng không lên tiếng, tùy ý chỉ mấy thiên tiểu thuyết. Liền này đó sao? Long ngọ hỏi. Ân. Ừ. Thi Sơn Thanh gật đầu, đang muốn rẽ ngoặt hỏi một câu uống rượu chuyện. Cô, một trận tiếng vang theo Long ngọ trong bụng truyền ra đến. Long ngọ vừa điểm hoàng gửi đi ngón tay cứng lại rồi, nàng đại khái thật sự trải qua rất. An nhàn, chẳng qua là theo tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng không thế nào hảo hảo ăn cơm liền chịu không nổi ngươi không có ăn điểm tâm khi sơn thanh khẩu khí biến lạnh vài phần bắt đầu thấy nàng luôn là rèn luyện còn tưởng rằng nàng thật chú trọng thân thể hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là buổi sáng đứng lên không có gì khẩu vị long ngọ không hiểu chột dạ bọn họ trong đó quan hệ còn không đạt được có thể chỉ trích nông nổi khi Sơn Thanh chỉ có thể nuốt xuống trong lòng khí. Bọn họ học viện ngay tại tứ căn tin bên cạnh, cách thật sự gần, có đôi khi học sinh hội thừa dịp tan học kia một điểm thời gian đi mua này nọ ăn. Khi Sơn Thanh chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy, cho nên tan học đi thời điểm có chút mộng. Thông thường hắn đều ở thất đống bên kia nhà ăn ăn cơm, không đi qua cái khác căn tin. Lúc này đi học sinh phần lớn đều là quản lý học viện nhìn đến thi sơn thanh còn kém không đem tròng mắt trừng xuống dưới. Một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao. Thi sơn thanh ở một cái thoạt nhìn cũng không tệ cửa sổ đứng lại. Đồng học muốn cái gì bánh bao? A Di đưa cho hắn sữa đậu nành hỏi. Bánh đậu. Nàng là hải thị nhân, hẳn là không hội chán ghét ngọt ngào gì đó. Thi Sơn Thanh chân dài, đi cũng mau, đến phòng học thời điểm cách lên lớp còn có 10 phút trước điền điền bụng thi sơn thanh ngồi xuống đêm này nọ cấp long ngọ cám ơn long ngọ đầu tiên là kinh ngạc sau đó đêm này nọ nhận lấy buổi sáng không ăn cơm đối bao tử không tốt thi sơn thanh cuối cùng vẫn là không có hỏi nàng uống rượu chuyện liền hôm nay một lần long ngọ ngượng ngùng nói một lần cũng không được thi sơn thanh ở trong lòng yên lặng tiếp theo bánh bao mấy khẩu đã bị long ngọ ăn xong rồi Thừa lại nhất bác lớn sữa đậu nành tại kia, lão sư đã vào được. Thi Sơn Thanh giúp nàng đem ống hút sáp đi vào, nhỏ giọng nói: Thừa dịp nóng uống, sữa đậu nành lạnh không tốt uống. Làm như một cái theo nhà trẻ bắt đầu mãi cho đến đại học đều là tuân kỹ thủ pháp đệ tử tốt. Long ngọ cuối cùng đánh vỡ của nàng nguyên tắc, cúi đầu toát ống hút uống lên. Lần sau không thể lại ngồi ở đến ngược hàng thứ hai mỗi vị nhiều năm ngồi ở hàng thứ hai lấy thi sơn thanh vì học tập đối tượng học bá, nâng nâng bản thân dày thủy tinh mắt kính thâm trầm tưởng, thi sơn thanh đã sa đọa không đáng giá bản thân lại học tập. Liên tục vài ngày buổi sáng thi sơn thanh cùng nhau đến liền muốn cấp long ngọ gửi tin nhắn, giống phía trước long ngọ cho hắn gửi tin nhắn giống nhau, nhắc nhở nàng phải nhớ đúng hạn ăn điểm tâm. Chẳng sợ long ngọ hồi phục, hai người lên lớp chạm mặt thời điểm hắn còn có thể hỏi lại một lần. Long Ngọ không cảm thấy phiền, chỉ là trong lòng ấm áp, nghĩ này bằng hữu không bạch giao. Tới khắp cả trong viện đã cam chịu hai người là tình lữ chuyện, thi Sơn Thanh cùng Long Ngọ đều là không có tiếng nhỉ, bọn họ đều là kia loại không quan tâm người khác ánh mắt nhân, nhiều nhất có người chạy đến bọn họ trước mặt đến hỏi chuyện này, mới có thể ra mặt làm sáng tỏ. Bất quá hiển nhiên không ai dám tiến lên đến hỏi, duy nhị xin hỏi nhân cũng ở trong lòng lặng lẽ cam chịu chuyện này ninh trừng cùng nàng cha mẹ ở cùng nhau ba ngày buổi chiều trở về phòng ngủ cũng không biết cùng ba mẹ nàng nói cái gì cả người có vẻ đã trở lại long ngọ vừa đem bài tập làm xong ninh trừng liền đẩy cửa mà vào đem trong tay đầu một đống lớn này nọ ném ở trên bàn ninh trừng quay đầu nhìn nhìn triệu chân kỳ giường hỏi tỷ nàng gì đó toàn chuyển đi rồi ân ngày hôm qua nàng cha mẹ theo thị trấn chạy đi lại trường học cùng bọn họ cùng nhau đem này nọ toàn cầm đi. Long Ngọ giải thích nói. Tuy rằng Triệu Chân Kỳ phạm vào đại sai, nhưng nàng cha mẹ không biết chuyện, thậm chí tính thụ hại giả, trường học cũng không có khả năng đen mặt, nên xử lý như thế nào còn phải xử lý như thế nào. Phải không? Ninh Trường nhỏ giọng than thở một câu, cảnh sát bên kia giống như có cái gì tin tức. Ninh Trường cha mẹ chạy tới không đơn giản là xem nàng có sao không, càng trọng yếu hơn là đi lại cấp cảnh sát cùng trường học tạo áp lực hy vọng bọn họ có thể mau chóng đem hung thủ cấp xử lý triệu chân kỳ làm một cái đồng lõa khẳng định không thể bị buông tha đúng rồi tỷ ngươi có trương lưu học trưởng điện thoại sao ninh trừng đột nhiên nhớ tới một chuyện lớp trưởng không ba mẹ ta tưởng ở trước khi đi cùng hắn ăn bữa cơm cảm tạ một chút ninh trừng chu chu miệng có vẻ ngây thơ không được ta giúp ngươi hỏi một chút long ngọ nhớ tới thi sơn thanh cùng trương liêu ngoạn tương đối hảo hẳn là sẽ có điện thoại của hắn hảo long ngọ phát ra cái tin nhắn cấp thi sơn thanh hắn hồi phục rất nhanh cơ hồ nàng vừa phát đi qua thi sơn thanh liền đem số điện thoại cấp phát ra đi lại ninh trừng đem dãy số tồn lên trực tiếp bắt đi qua gặp trên di động thành phố a trò chuyện địa chỉ nhẹ nhàng di một tiếng nguyên lai like hắn cũng là thành phố a nhân Ninh Trừng nghĩ tới hai người thứ nhất mặt chính là ở đi thành phố A trên máy bay. Vài cái đô thanh qua đi, điện thoại bị chuyển được, một đạo lười biến trẻ tuổi nam tử thanh âm truyền tới. Ai nha? Trương Liêu học trưởng sao? Ta là Ninh Trừng. Ninh Trừng mềm nhũng còn mang theo ti ngọc vị thanh âm nhất truyền đến Trương Liêu trong lỗ tai, hắn lập tức theo trò chơi ghế ngồi ngay ngắn. Tiểu Trừng học muội. Trương Liêu sờ soạn một phen mặt, Ý đồ để cho mình thanh tĩnh một điểm, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Minh Trừng trong lòng có chút cảm động, vội vàng giải thích. Ba mẹ ta muốn mời học trưởng ăn một bữa cơm. Di, gặp tộc trưởng. Trương Liêu nét mặt già nua bỗng nhiên đỏ hồng, này. Này phát triển quá nhanh. Học trưởng ngươi ngày mai có rảnh sao? Có. Không có cũng muốn có đã bao nhiêu năm. Hắn Trương Liêu rốt cục muốn lão thụ Phùng Xuân. Ninh Trừng cũng không nhìn thấy đối diện Trương Liêu lão lệ tung hoành bộ dáng, nàng đem nàng cha mẹ lời nói truyền đạt hoàng lại hướng Trương Liêu tỏ vẻ lòng biết ơn sau, treo điện thoại. Trương Liêu nhanh nắm chặt di động, phấn chấn tưởng, nhất định là thi sơn thanh tên kia luôn luôn chống đỡ của hắn số đào hoa, hiện tại hắn nhất cùng long ngọ kết giao, bản thân hoa đào mắt xem xét liền muốn mở, mỹ tư tư. Ha 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 ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng qua đi, Trương Liêu cấp thi sơn thanh phát ra cái tin nhắn. Huynh đệ, đa tạ ngươi dơ cao đánh khẽ, làm cho ta được đền bù mong muốn. Hoàn toàn xem nhẹ Ninh Trừng nói được là hắn một mình cùng Ninh gia ba mẹ ăn cơm. Ngày thứ hai giữa trưa, Trương Liêu trang điểm ngay ngắn chỉnh tề, mặc một thân màu xanh nhạt tây trang, tóc còn sờ soạn keo xịt tóc, liền như vậy hướng trung tâm thành phố đi. Bên này Trương Liêu hoài một viên thân cận tâm đi ăn cơm, mà Ninh Trừng lại tiếp đến cục cảnh sát đánh tới được điện thoại. Vừa tiêu hoàng giả, tưởng khôi phục lên lớp tiến độ Ninh Trừng liền tiếp đến cảnh sát bên kia đánh tới được điện thoại, nói là Triệu Chân Kỳ bị nắm bộ quy án, làm cho nàng này thứ sáu đi xem đi. Vừa vặn long ngọ ngày đó không khóa, nói cùng nàng đi. Ninh Trừng ba mẹ 2 giờ chiều máy bay, trước khi đi thế nào cũng phải muốn gặp gặp cứu bản thân nữ nhi đồng học. Ninh Trừng ngay từ đầu liền không chuẩn bị đi, vừa đi mẹ nàng lại lại nhảy làm cho nàng quay lại thành phố A. Cho nên Trương Liêu đến thời điểm chỉ nhìn thấy Ninh Trừng cha mẹ. Đều là thành phố A cái kia vòng lẫn quẩn, Trương Liêu liếc mắt một cái liền nhận ra đến đây đối phương. Ninh Trừng lúc trước thân thể không tốt, cơ bản không có cùng bọn họ này đó nhị đại đã gặp mặt, Trương Liêu cũng không nghĩ tới thành phố A cái kia Ninh gia đi, hiện tại vừa thấy mặt lập tức chỉ biết Ninh Trừng trong nhà tình huống. Ninh bá phụ, Ninh bá mẫu hảo trương liêu thu tâm tư cung kính về phía ngồi ở kia nhị vị ân cần thăm hỏi ai này không phải là tiểu liêu sao ninh mẫu kinh hỉ xem trương liêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới cứu bản thân nữ nhi hậu bối là bản thân nhận thức ninh ba đã ở âm thầm gật đầu thành phố a cái này mặc đồng lứa hắn cũng đại khái biết trương liêu xem như không chịu thua kém cũng sẽ không giống khác một ít nhị đại còn tuổi nhỏ cái gì đều làm được mau ngồi xuống biết là người quen sau, Ninh Mẫu càng thêm nhiệt tình, thật không nghĩ tới là tiểu liêu, lần này ít nhiều ngươi. Bá Mẫu, đây là ta phải làm, mọi người đều là cùng học, hơn nữa tiểu trừng là ta trực hệ học muội, ta làm học trưởng hẳn là muốn chiếu cố hảo nàng. Trương Liêu thành khẩn nói. Hảo hài tử. Ninh Mẫu cấp Trương Liêu gấp một đũa món ăn, nhà chúng ta trừng trừng trước kia thân thể không tốt. Này vừa khéo không vài năm liền thế nào cũng phải phải rời khỏi chúng ta, vốn liền lo lắng, hiện tại có ngươi tại đây, chúng ta cũng sẽ an tâm một điểm, về sau mong rằng tiểu liêu ngươi có thể xem điểm chúng ta trừng trừng. Bá mẫu nói đùa, tiểu trừng luôn luôn đem bản thân chiếu cố tốt lắm, lần này chỉ là vận khí không tốt đụng phải người xấu. Trương liêu cẩn thận che chở ninh trừng. Chương 38 38 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đại học dê kia khối là hoa cấp trung tâm thành phố Quảng Được, cho nên ninh trừng tiếp đến thị cục cảnh sát điện thoại sau lập tức cùng long ngọ cùng đi cục cảnh sát này án tử có chút đặc thù dù sao liên lụy đến hải thị tốt nhất trường học hơn nữa ninh trừng cha mẹ cũng làm ác cảnh sát ở trảo bộ đến triệu chân kỳ sau tổng yếu thông tri một chút ai long ngọ lôi thực bưng cái gốm sứ cái cốc đại gia giống nhau đi ngang qua làm sao ngươi lại đến này lôi ca long ngọ gật gật đầu nói theo giúp ta bạn cùng phòng đến một chuyến một bên ninh trường nghi hoặc nhìn nhìn khoác cảnh phục lôi thực lại xem xét xem xét long ngọ hiển nhiên không rõ nàng tỷ cùng một cái cảnh sát có quan hệ gì nga kia ngươi đi đi lôi thực cũng không ngăn đón nhân vẫy vẫy tay nhường long ngọ đi dù sao cũng là thị cục cảnh sát mặt tiền cửa hàng vẫn phải có long ngọ cùng ninh trường tha mấy khối địa phương mới tìm được phá án cảnh viên ninh trường đồng học ngươi đã đến rồi cảnh viên vẫn là lần trước ninh trừng nhìn thấy mấy người kia đều nhận thức ân thực triệu chân kỳ bắt được đúng chúng ta mất thật lớn kính mới bắt được nàng thật giả hoạt không hổ là danh giáo sinh cảnh viên nuốt xuống nhanh đến trong miệng lời nói cảnh viên còn tại cùng ninh trừng nói xong cái gì long ngọ vóc người cao đã ở một gian không kéo cửa sổ phòng thấy được triệu chân kỳ trong phòng còn có phụ mẫu nàng thoạt nhìn tình huống không phải là tốt lắm Long ngọ mị mị ánh mắt nghĩ đến. Bọn họ muốn hòa bản thân nữ nhi nói chuyện, chúng ta cũng không tốt ngăn đón, dù sao làm phụ mẫu. Cảnh viên theo long ngọ ánh mắt thấy được triệu chân kỳ bên kia, mở miệng giải thích nói. Dư mục học trưởng. Ninh Trừng cũng nhìn đi qua, cũng là bị đứng ở cửa khẩu hút thuốc nam nhân cấp hấp dẫn ở. Nếu không đại gia hãy đi trước. Cảnh viên rõ ràng nói. Dư mục cũng là bị triệu chân kỳ cha mẹ thông tri bọn họ còn không biết triệu chân kỳ cùng dư mục chia tay, trước tiên liền liên hệ hắn. Ngươi là Ninh Trừng. Dư mục xem bọn họ đã đi tới, đem yên tắc hỏi. Đúng, ta là. Ninh Trừng đối trường học lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện hiểu biết rất nhiều, dư mục làm một cái tiền hội trưởng, nàng đương nhiên nhận thức. Đến mức long ngọ, nàng năm đó ở đại học dê thời điểm, dư mục còn chưa có đến đại học dê. Long Ngọ lại là cái không quan tâm ngoại nhân tính tình, tự nhiên là không biết hắn thật sự thực xin lỗi chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy dư mục đối với ninh trừng thật sâu cúc nhất cung hắn hẳn là theo cảnh sát nơi đó biết đã xảy ra cái gì ninh trừng lui về sau một bước xua tay nói này không liên quan học trưởng chuyện của ngươi học trưởng không cần cùng ta xin lỗi chúng ta nói chuyện ba năm luyến ái chân kỳ nàng đi rồi oai lộ cũng lạ ta dư mục tuy rằng hận triệu chân kỳ nhưng là tóm lại còn có một chút cảm tình ở trong phòng triệu chân kỳ cha mẹ còn tại ôm đầu khóc trống bọn họ đều là người thường cho rằng nữ nhi thượng danh giáo đời này xem như đi lên quan minh đại đạo kia thành tưởng sẽ biến thành cái này tràn triệu chân kỳ hai tay khảo ở cúi đầu luôn luôn không có gì phản ứng trước ngồi xuống đi ta cho các ngươi đổ điểm thủy cảnh viên khô cằn đánh vỡ bên ngoài xấu hổ không khí Ba người toàn ở bên ngoài ghế băng ngồi xuống, bất quá chờ cảnh viên bưng tam chén nước tới được thời điểm, Long Ngọ đã bị lắc lư tới được lôi thực cấp kêu đi rồi. Cảnh viên chỉ cốt bản thân đem thừa lại kia chén phủng ở trong tay uống lên, phỏng chừng còn muốn một hồi, Ninh Trừng đồng học chút nữa ngươi khả năng còn muốn cùng nàng cha mẹ nói chuyện. Cảnh viên là cái mẫu thân, bản thân có một đứa trẻ, bộ dạng giống như Ninh Trừng có phó thảo hỷ bộ dáng, cho nên nàng đối triệu chân kỳ thật chán ghét dư mục ngồi ở kia nghe cảnh viên liên miên lại nhải mới đem toàn bộ sự tình cấp gom góp xuất ra. Triệu chân kỳ rời đi hải thị sau, đến cách vách tỉnh, đại khái là muốn đi xa xôi địa phương tránh một chút. Nàng thật thông minh phỏng chừng đã sớm chuẩn bị tốt đào vong, phía trước ngay tại trên mạng làm đến mấy trương giả chứng minh thư. Luôn luôn hướng bắt đi, cuối cùng bởi vì trên đường gặp được sơn thể đất lở, triệu chân kỳ lâm thời theo đại ba thượng chạy thoát xuống dưới lúc đó nếu không đi chờ cứu viện người đến nàng tuyệt đối hội lập tức bị phát hiện thân phận cho nên triệu chân kỳ cầm bản thân bao xuống xe đi bộ đi rồi nàng một nữ hài tử đi ở trên đường triệu chân kỳ nghĩ ký có thế tính nguy hiểm cũng có thể làm ưu thế trên đời hảo nhân tương đối vẫn là nhiều chỉ là vận khí của nàng đại khái là dùng hết ngăn lại là một chiếc bánh mì xe trong mệnh có đôi khi quả thật là rất khôi hài triệu chân kỳ đem ninh trừng cấp lừa thượng bánh mì xe mặc kệ đem ninh trừng đặt loại nào bộ chỉ nghĩ đến được ưu việt kết quả chính nàng cũng bị lừa thượng bánh mì xe mặc sau bị bán được đại ngọn núi rất nhiều thiên lúc đó vừa vặn bên kia cảnh sát phá hoạch cùng nhau đại hình bắt cóc phụ nữ án kiện cục lý đăng ký tin tức thời điểm phát hiện triệu chân kỳ bị truy nã cảnh viên nâng một ly lãnh điệu thủy thổn thức nói ninh trừng cũng không biết nên nói cái gì đó trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đây đều là nàng gieo gió gặt bão, Ninh Trừng học muội không cần để ở trong lòng. Dư một câm thanh âm an ủi một bên Ninh Trừng, chính hắn thoạt nhìn lại không làm gì tốt hơn, ánh mắt đỏ một vòng, thủ theo hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, luôn luôn đổ điểm không thấy hỏa. Làm bậy. Nữ cảnh viên thì thầm một tiếng, lặng lẽ rời khỏi. Này triệu chân kỳ không chỉ có là hại bản thân, ngay cả chung quanh thân nhân bằng hữu cũng chưa buông tha. Người này một chuyến tranh hướng chúng ta cảnh cục lý chạy, là muốn đến chúng ta này sao? Lôi thực phủi đi một chút, điểm một điếu thuốc. Nơi này không phải là tấm yên sao? Long ngọ không trả lời, mà là chỉ vào lôi thực mặt sau trên tường chuyện hậu trường quảng cáo. Cảnh cục thôi. Lôi thực vô tình phủi phủi khói bụi nói. Áp lực đại, yên là cái thứ tốt. Thật đúng muốn đọc sách đâu lôi thực miễn cưỡng nâng lên mí mắt xem long ngọ, trong mắt quan lại lượng thật sự. Không đọc sách còn có thể làm cái gì? Long ngọ hỏi lại. Long ngọ ngươi liền không thích hợp đi làm kia chút gì đó cổ phiếu. Lôi thực hiển nhiên hỏi thăm Long ngọ ở đại học dê đọc cái gì? Tài chính không nhất định chính là cổ phiếu. Long ngọ bất đắc dĩ giải thích một câu. Dù sao ngươi sẽ không là đọc sách liêu. Lôi thực trảm đinh tiệt thiết nói xong một bên đang ở sửa sang lại văn kiện tiểu cảnh sát ngẩng đầu nhìn mắt bọn họ phó cục cảm thấy lời này thắt đã thương người nhìn nhìn lại long ngọ vẫn là một đứa trẻ đâu lôi ca ta thành tích tốt lắm long ngọ cũng không đồng ý lôi thực cách nói thành tích hảo có ích lợi gì chính ngươi nói đọc sách có ý tứ sao ta đoán đều đoán được ngươi khẳng định mỗi ngày liệt một trương mặt ở trong trường học hoảng ta Long Ngọ vốn đang tưởng giải thích, không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trầm mặt. Lôi thực thấy thế vỗ vỗ Long Ngọ kiên, nếu thực không có ý tứ, đến chúng ta này, chờ ngươi tốt nghiệp phỏng chừng ta liền là cục trưởng, ha 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 ha. Ai là cục trưởng? Đương nhiệm cục trưởng theo lôi thực phía sau chậm rãi thông thả bước xuất ra, lạnh lùng hỏi. Cục trưởng. Lôi thực mặt cứng ngắt một giây, lập tức xoay người cúi đầu không lưng, Chúng ta đang ở nói ngài lần trước anh dũng sự tích, thật là thần võ hơn người. Thí nói ít nhất, cả ngày tại đây hạt lắc lư cái gì kính. Cục trưởng trừng mắt lôi thực, làm cho hắn chạy nhanh rời đi. Lôi thực nuốt nuốt nước miếng, yên cũng ném, nhân lập tức lưu. Vị này là Long Ngọ đồng chí đi. Cục trưởng chờ Lôi thực đi rồi, lập tức quải thượng cười, trên mặt nếp nhăn đều thành từng đạo, Lôi thực kia kẻ dối trá có câu nói được không sai ngươi muốn có hứng thú không ngại đến chúng ta cảnh cục can can. Ta sẽ lo lắng. Long ngọ khách khí gật gật đầu, cũng không hỏi cục trưởng làm sao mà biết bản thân. Bên kia triệu chân kỳ cha mẹ đã xuất ra, dư một vội vàng đứng lên đỡ lấy sắp ngất đi qua triệu mẫu. Đều là báo ứng, báo ứng. Triệu mẫu oán hận nói. Vị này là ninh trừng đồng học đi. Triệu phụ trầm giọng hỏi những lời này hôm nay giống như phá lệ được hoan nghênh, bất quá Ninh Trừng không có phiền chán cảm, chỉ là trầm mặt gật gật đầu. Là chúng ta triệu gia có lỗi với ngươi, kém chút hại ngươi, nên thế nào nhận đến pháp luật trừng phạt khiến cho nàng chịu. Triệu phụ tuy rằng cả người thật tiều tụy, nói ra lời nói lại nói năng có khí phách. Triệu mẫu nghe nói như thế không có phản bác, chỉ là khóc thúc thích thanh càng lớn chút, một bên dư một cúi đầu nhìn không tới biểu cảm. Tiểu trừng, đi rồi. Long Ngọ đi lại đem Ninh Trừng kêu đi qua, bọn họ còn có một chút trình tự phải đi. Cảnh viên đầu tiên là mang theo Ninh Trừng hướng trong phòng đi đến, Long Ngọ đứng ở bên ngoài, Triệu Chân Kỳ cha mẹ bị dư một cấp mang đi nghỉ ngơi. Triệu Chân Kỳ hẳn là bị cứu ra không bao lâu, trên người thậm chí còn có điểm bẩn hề hề, Ninh Trừng ánh mắt hảo, đều có thể tin tường nhìn đến Triệu Chân Kỳ thắt tóc. Ngươi hiện tại rất vui vẻ đi. Triệu chân kỳ phỏng chừng cũng biết Ninh Trừng muốn đi lại, ngẩng đầu oán hận nhìn chầm chằm Ninh Trừng. Ninh Trừng xem Triệu Chân Kỳ trên mặt một đạo thật sâu vết sẹo có chút giật mình, vừa rồi nghe cảnh viên nói sự tình trải qua, còn tưởng rằng Triệu Chân Kỳ ở trong núi chỉ là bị người. Không nghĩ tới hội hủy dung. Chân Kỳ tỷ là chính ngươi đến với ta, từ đầu tới đuôi ta đều không có làm qua bất cứ chuyện gì. Ninh Trừng mở miệng kêu một tiếng Triệu Chân Kỳ, trên mặt nhưng không có chút biểu cảm. Bắt cóc Ninh Trừng nhân là nàng, hướng bắt chạy trốn cũng là chính nàng quyết định, ở trên cao tốc đón xe nhân cũng là nàng, cuối cùng bị kẻ bắt cóc bán được ngọn núi, chỉ có thể nói hết thảy đều là chính nàng lựa chọn. Ngươi không vời ta. Triệu chân kỳ hung tận thở hắt ra, khó chịu nói. Ngươi có tiền, chỉ vào bản thân đẹp mắt, cho rằng toàn thế giới đều phải vây quanh ngươi chuyển, ta chẳng qua là, chẳng qua là muốn quá điểm ngày lành như thế nào. Mạc danh kỳ diệu ninh trừng nhăn đôi mi thanh tú không muốn lại nghe được triệu chân kỳ bừa bãi lời nói quay đầu đi lại hỏi cảnh viên còn có cái gì phải làm ngươi xác nhận nhân tại đây mặt trên ký cái tự là tốt rồi nữ cảnh viên đem một văn kiện đưa cho ninh trừng ngươi đừng đi không được đi đều là ngươi đem ta hại thành như vậy ở ninh trừng đi ra cửa thời điểm triệu chân kỳ cảm xúc đột nhiên kích động đứng lên ninh trừng ngay cả đầu cũng chưa hồi trực tiếp đi ra ngoài, có một số người liền là như thế này, luôn là đem bản thân sai lầm đổ lên người khác trên người. Tốt lắm sao? Long Ngọ gặp Ninh Trừng lãnh một trương mặt xuất ra, tựa vào tường thân thể lập tức thẳng lên. "Ân tỷ, chúng ta đi thôi." Ninh Trừng mặt lộ vẻ một tia mệt mỏi. Nàng bộ dạng đẹp mắt, gia cảnh lại hảo, trước kia đều là ở một vòng lẫn quẩn bên trong, còn có người trong nhà che chở trên cơ bản chưa từng gặp qua sốt ruột chuyện. Nhưng là trong đại học tụ tập các loại địa phương nhân, các loại nhân, giai cấp ở trong này rõ ràng lại không rõ ràng, giống triệu chân kỳ người như vậy rất dễ đi lên oai lộ. Hai người mới vừa đi ra cục cảnh sát, Long Ngọ di động liền vang. Thi Sơn Thanh Long Ngọ tiếp gọi điện thoại, nghi hoặc nói. Chương 39 39 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tỷ. Ninh Trừng xem Long Ngọ theo treo điện thoại sau liền sững sờ ở kia không khỏi hô một câu. Như thế nào? Long Ngọ xoay mặt quá đến hỏi. Không có việc gì. Ninh Trừng trong lòng lo sợ bất an, không có nghe sai lời nói, vừa mới cho nàng tỷ gọi điện thoại nhân hẳn là Thi Sơn Thanh học trưởng, hai người này sẽ không náo loạn mâu thuẫn đi. Bất quá rất nhanh Long Ngọ liền bỏ đi Ninh Trừng miên man suy nghĩ. Tiểu Trừng chủ nhật có rảnh sao? cùng lớp trưởng bọn họ cùng đi ăn một bữa cơm. Long Ngọ Biên ngăn lại một chiếc taxi Biên hỏi. a à, có rảnh. Ninh Trừng phản ứng đi lại, phía trước chuyện ta còn chưa kịp cảm ơn Trương Liêu học trưởng đâu, vừa vặn lần này ta mời khách. Ân. Ừ. Long Ngọ mở cửa xe nhường Ninh Trừng trước ngồi vào đi, nàng chỉ là nghi hoặc vì sao không phải là lớp trưởng gọi điện thoại đến, ít nhất vừa mới nghe Thi Sơn thanh khẩu khí là lớp trưởng gợi ý. Nghi hoặc chợt lóe lên, Long Ngọ không có để ý, hai vị nữ sinh ngồi xe trở về trường học. Không phải là... Đại ca, làm sao ngươi có thể trực tiếp nói ra đâu? Trương Liêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem treo điện thoại Thi Sơn Thanh. Ngươi không phải là ý tứ này sao? Thi Sơn Thanh cao mày liếc mắt một cái Trương Liêu, nếu không phải là có thể cùng Long Ngọ gọi điện thoại, hắn là sẽ không giúp Trương Liêu. Trương Liêu xích một trương mặt, quả thực vượt ngoài phẫn nộ hắn mấy ngày không gặp đến Ninh Trừng, muốn xem xem nàng thế nào, lại không tốt không nể mặt đến, cho nên muốn nhường Thi Sơn Thanh ước long ngọ xuất ra, thuận tiện đem Ninh Trừng cấp mang theo, ai thành tưởng Thi Sơn Thanh trực tiếp nói ra. Thật sự là, một điểm cũng đều không hiểu độc thân cậu thống khổ. Mặc kệ quá trình như thế nào khúc chiết, chủ nhật Trương Liêu như nguyện gặp được Ninh Trừng. Đến phía trước Trương Liêu xem xét vài lần bên cạnh Thi Sơn Thanh, trong lòng lệ kéo không ngừng. Vì sao Thi Sơn Thanh một cái có người yêu nhân còn muốn trang điểm tốt như vậy, đem bản thân đều đè ép đi xuống. Trương Liêu có thể thề Thi Sơn Thanh đến phía trước là tỉ mỉ trang điểm qua, xanh ngọc sắc tây trang nổi bật lên Thi Sơn Thanh càng trắng nõn, tuấn Mỹ khuôn mặt lại không có vẻ nương khí, nghiêng đầu xem xe kính chiếu hậu bản thân, Trương Liêu thở dài, thật muốn cảm ơn Long Ngọ, bằng không hắn nàng dâu theo đuổi Thi Sơn Thanh làm sao bây giờ. Hoàn hảo con đường này đã chặt đứt, nghĩ như vậy đến, Trương Liêu cũng không quan tâm Thi Sơn Thanh hôm nay trang điểm có bao nhiêu soái khí. Trương Liêu bọn họ đều mặc chính trang, bởi vì Ninh Trừng ở trung tâm thành phố một cái nổi danh nhà ăn mời khách, vừa vặn cho bọn họ trang điểm cơ hội. Vị trí là đính tốt lắm, Trương Liêu bọn họ đến thời điểm, Ninh Trừng cùng Long Ngọ đã ngồi ở kia. Ánh nến lay động, chiếu người nhu hòa không ít, ngay cả luôn luôn lạnh mặt Long Ngọ đều giống như không như vậy hung. Tiểu Trừng, các ngươi đến sớm như vậy a? À? Trương Liêu Thưởng ở Thi Sơn Thanh mở miệng trước chào hỏi, đắc ý liếc mắt một cái hắn. Thi Sơn Thanh không để ý, lập tức hướng ghế tựa long ngọ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Đúng vậy, Trương Liêu học trưởng, các ngươi thực soái. Ninh Trừng Phi thường nể tình tán dương. Nơi nào nơi nào? Trương Liêu chính khách khí nói, nhìn sang phát hiện Ninh Trừng tuy rằng kêu tên của hắn, ánh mắt lại nhìn chầm chầm Thi Sơn Thanh một cái vẽ xem lúc trước liền không phải hẳn là mất mặt mặt mũi nhường thi sơn thanh đến gọi điện thoại long ngọ tầm mắt tự nhiên cũng đều bị thi sơn thanh hấp dẫn trôi qua mặt quân trang nam nhân nàng gặp qua nhiều lắm chính trang cũng không ít bọn họ phần lớn tràn ngập nam tử khí khái thiết huyết bong bong nhưng thi sơn thanh lại có khác một loại hương vị thi sơn thanh bình thường thoạt nhìn cao cao gầy gầy mặt thông thường theo đuổi thoải mái hào phóng có rất ít hiển lộ bản thân dáng người thời điểm chỉ có vừa người tây trang mới đem hắn dáng người tấp hiện lên xuất ra không có gầy trơ cả xương cũng không có cơ bắp mọc lan tràn đúng đến ba phần ưu việt hoàng mỹ chương hiển hắn tuấn mỹ văn nhã khí chất rất đẹp mắt long ngọ thẳng tắp xem thi sơn thanh nghiêm cẩn nói hoàn toàn không nhìn hai người khác cám ơn thi sơn thanh cũng không bị nhân mạo phạm cảm giác dương môi mỉm cười ánh mắt thâm thúy chẳng lẽ đây là nàng tỷ đem thi sơn thanh học trưởng bắt bí quyết sao? Ninh Trừng nâng phím hồng khuôn mặt, ánh mắt không được ở long ngọ cùng thi sơn thanh trong lúc đó quét tới quét lui, cảm giác thực lãng mạn trương liêu thẳng nhìn chầm chầm Ninh Trừng xem, một ngụm nha đều nhanh cắn. Thi sơn thanh bạn gái đều ở đây, nàng tư nhiên. Vẫn là thích hắn. Rất nhanh phục vụ sinh đánh gãy bốn người trong lúc đó, ba đào mãnh liệt, không khí thế này mới bình thường đứng lên. Tiểu Trừng, ngươi không có việc gì thôi ta nghe nói triệu chân kỳ đã bị nắm bộ quy án trương liêu vẫn có chút lo lắng ninh trừng có bóng ma cho nên muốn thừa dịp lần này tới hỏi hỏi trong điện thoại lại không thấy được chân nhân không có việc gì ta không như vậy nhát gan ninh trừng vốn nâng tay tưởng biểu hiện bản thân không ngại gặp long ngọ ánh mắt nhìn đi lại lập tức yên rõ ràng nàng tỉ dặn quá không thể cùng triệu chân kỳ một mình đi ra ngoài bản thân vẫn là đáp ứng rồi triệu chân kỳ. Khụ, nhà này món ăn thật ăn ngon, mau nếm thử. Ninh Trừng cơ trí thay đổi cái đề tài. Bởi vì Long Ngọ ngồi ở lý sườn, Ninh Trừng ngồi ở ngoại sườn, mặt sau tới hai người ăn ý phân tốt lắm vị trí. Khi Sơn Thanh vừa nhấc đầu có thể nhìn đến đối diện Long Ngọ, hai người đãi ở cùng nhau từ trước đến nay không nhiều lắm nói, cho dù là bốn người, sinh động không khí vẫn là Ninh Trừng cùng Trương Liêu vài người điểm bản thân muốn chờ phục vụ sinh bưng lên sau không có làm cho người ta ở bên cạnh chờ đợi bản thân yên lặng ăn lên ninh trừng kêu một lọ rượu đỏ trương liêu lập tức theo phục vụ sinh trong tay đem dụng cụ mở chai nhận lấy làm cho người ta đi xuống dù sao ngày mai đại gia buổi sáng cũng chưa khóa hôm nay uống điểm không có việc gì trương liêu một đám đổ đi qua đến phiên long ngọ thời điểm bị thi sơn thanh ngăn trở nàng không thể uống rượu Thi Sơn Thanh đạm thanh nói. Ba người thần sắc khác nhau nhìn phía Thi Sơn Thanh, Ninh Trừng cùng Trương Liêu cảm thấy Thi Sơn Thanh ở ngược cẩu, tú ân ái, Long Ngọ lại cảm thấy kỳ quái, không biết bản thân khi nào thì không thể uống rượu. Nhưng là nàng không có khả năng hạ Thi Sơn Thanh mặt mũi, chỉ có thể trầm mặt. Ha ha, như vậy, vậy không uống. Trương Liêu đánh cái ha ha, Ninh Trừng cũng lập tức thuận thế điểm một ly nước trái cây cấp Long Ngọ. Thi Sơn Thanh không nói nữa, chỉ là ngẫu nhiên làm bộ như lúc lơ đảng phiêu liếc mắt một cái lông ngọ, đáng tiếc lông ngọ rất sâu sắc mỗi lần đều có thể phát hiện. Nàng cũng không che giấu bản thân phát hiện, mà là thẳng tắp xem hồi đi qua. Chịu không nổi. Ninh Trừng làm bộ đem tóc liêu đến sau tai đi, ý đồ che khuất bản thân đỏ một đám lớn mặt cùng kích động đôi mắt nhỏ. Này ba cậu lương ăn ngon. Nàng tỷ cùng tỷ phu thật sự là rất hội liêu, nàng đã có thể ở trong không khí nhìn đến quay chung quanh ở bọn họ này bàn phấn hồng bong bóng. Ai nha? Ninh Trừng Khoa trương vỗ một chút thủ, ta quên một sự kiện. Như thế nào? Ở mọi người còn chưa có phản ứng đi lại, Trương Liêu đã vô cùng lo lắng hỏi xuất ra. Trương Liêu học trưởng, ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chút tốt sao? Ninh Trừng hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu nói. Hảo, tốt. Trương Liêu Mạch sắc mặt lặng lẽ đỏ hồng, tiểu trừng thật sự là rất đáng yêu. Chinh Trương Liêu đồng ý, Ninh Trừng xoay người đối lý sườn hai người nói. Tỷ, tỷ. Khi học trưởng, chúng ta đi trước Nga, các ngươi ăn đi. Phải muốn hiện tại đi sao? Không ăn trước hoàng lại đi. Long Ngọ không hiểu nói. Ân, ừ, có chút cấp, tỷ các ngươi ăn trước đi. Ninh Trừng một dọc hãng đều xuất ra, nói dối không phải là của nàng cường hạn. Trương Liêu cũng nóng nảy, đây là cỡ nào tốt cơ hội, Long Ngọ thế nào một điểm đều không rõ đâu, hai hai thành đôi thật tốt. Ta cùng nàng đâu, không có việc gì. Trương Liêu thẳng thắn sống lưng. Thi Sơn Thanh nhàn nhạt nhìn Ninh Trừng liếc mắt một cái, cho rằng nàng muốn cùng Trương Liêu một chỗ, cũng nói một câu. Làm cho bọn họ đi thôi, chút nữa đói bụng nhường Trương Liêu mang tiểu trừng đi ăn cái gì một bữa cơm mới đi lên không đến 10 phút, bốn người chỉ còn lại có hai người, thừa lại hai người cũng không xấu hổ, ngược lại bị này trong phòng ăn ấm quan cấp tô đậm ra nhẹ nhẹ ấm áp đến. Ngươi nếm thử này. Long Ngọ đem bản thân điểm nhất tiểu kiểm kê tâm chuyển qua thi sơn thanh trước mặt, nàng đã tới vài lần nhà này nhà ăn, điểm ấy lòng tham chịu hải thị nhân hoan nghênh, nhưng là nàng không thích ngọt, điểm tâm vốn liền tính toán cấp thi sơn thanh nếm thử, nàng cảm thấy hắn hẳn là sẽ thích ăn. Thi Sơn Thanh không có cự tuyệt, cầm lấy dao nhỏ cắt hai tiểu khối, thả một khối cấp long ngọ, sau đó bản thân thường một khối. Tốt lắm ăn. Thi Sơn Thanh mắt loang loan, ngữ mang ý cười nói: "Hải thị nhân thật thích loại này khẩu vị, ngươi tương đối thích hợp đứng ở Hải thị." Long ngọ thấy hắn thích, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nói cũng dần dần nhiều lên. "A ngọ không vui sao?" Thi Sơn Thanh dùng một cái thon dài trắng nõn thủ chống mặt, nhìn long ngọ, trong mắt đều là liễm diễm. Ta không quá thích ăn ngọt. Long ngọ thành thành thật thật nói. Kia! Về sau A ngọ không thích ngọt có thể cho ta nha, thi sơn thanh ngữ điệu cuối cùng thậm chí mang theo nhẹ nhẹ nải vị. Long ngọ không có trả lời, mà là cao mày vươn tay ở thi sơn thanh trước mắt lung lay hai hạ. Như thế nào nha, thi sơn thanh bắt được long ngọ thủ không nhường nàng hoảng, quỷ khuất nói. A ngọ ngươi hoảng cho ta choáng ván đầu, long ngọ thần sắc khó lường nhìn nhìn thi sơn thanh trong tay trên không rượu đỏ chén, nhìn nhìn lại rõ ràng túy hồ đồ nhân, cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể uống rượu nhân rốt cuộc là ai? Long ngọ nhìn nhìn một bàn lớn đồ ăn, thở dài. Hôm nay này cơm là nhất định ăn không hết. Thi sơn thanh. Long ngọ rút ra thủ đến, kêu một tiếng hắn. Ân. Thi sơn thanh ngoan ngoãn ứng, sau đó nghiêm cẩn sửa chữa không cần kêu này không thích chúng ta hồi trường học đi long ngọ đứng lên nắm thi sơn thanh tưởng trở về thanh thanh ta gọi thanh thanh thi sơn thanh nghiêng đầu điềm nhiên hỏi sau đó giữ chặt long ngọ không nhường nàng động long ngọ không nghĩ nhiều theo say rượu sau thi sơn thanh ý nguyện hô thanh thanh chúng ta về trước trường học hảo vừa ra tới long ngọ nhìn đến đứng ở bên đường xe Thi Sơn Thanh trợ lý liền đứng ở bên cạnh, nghĩ đến bọn họ là tọa xe này tới. Long Ngọ nắm hơn một nửa cái thân mình tựa vào trên người bản thân Thi Sơn Thanh hướng đối diện đi đến. Thiếu gia. Trợ lý luôn luôn chú ý cửa, bọn họ vừa ra tới liền bị phát hiện. Hắn uống say, chúng ta phải về trường học. Long Ngọ mềm nhẹ đem Thi Sơn Thanh nâng lên xe, Thi Sơn Thanh tuy rằng say, nhưng lại rất ngoan, chỉ là giống như trở nên thấp linh rất nhiều trong khẩu khí nhiều là làm nũng hương vị. Không có túy, thanh thanh rất lợi hại. Thi Sơn Thanh nghiêm túc nghiêm mặt nghĩa chính lời nói nói với Long Ngọ. Trợ lý là cá nhân tinh, vừa lên xe liền đem cách ly thủy tinh cấp thăng lên, hoàn toàn nghe không được mặt sau truyền đến thanh âm. Long Ngọ xem chậm rãi bay lên thủy tinh luôn cảm thấy bản thân đang làm cái gì bất lương chuyện, cố tình bên cạnh còn có một vị ngoan ngoãn nhìn chầm chầm bản thân xem nam nhân. Chương 40 40. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bên trong xe một mảnh yên tĩnh, sau tòa chỉ có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Vừa rồi Long Ngọ đỡ Thi Sơn Thanh tiến vào, thủ không có buông ra, nhẹ nhàng nắm. Long Ngọ vô luận ngồi ở kia thắt lưng đều là thẳng thắn nàng ánh mắt chạy xe không không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Thi Sơn Thanh tùy ý Long Ngọ nắm chính mình tay, nghiêng đầu tinh tế xem Long Ngọ. Như thế nào? Long Ngọ rất nhanh cũng cảm giác được, quay đầu hỏi. Khi Sơn Thanh đã sớm túy rối tinh rối mù, căn bản không hiểu Long Ngọ đang nói cái gì, hắn mặt mày cong cong, cười đến giống như trĩ nhi giống như thuần khiết. Thanh Thanh tìm thật lâu. Khi Sơn Thanh rút khục khịt, nước mắt nháy mắt đại giọt đại giọt rơi xuống. Long Ngọ đầu tiên là cứng ngắt một lát, mới chân tay lúng cúng giúp hắn đem nước mắt lau. Nàng Phi thường muốn hỏi trước mặt trợ lý, lại sợ vội vàng đến hỏi sẽ làm thi sơn thanh ngã mặt mũi nếu trợ lý biết thi sơn thanh say rượu sẽ có bộ này thần thái vừa rồi ở ven đường liền sẽ không như vậy bình tĩnh đừng đừng khóc long ngọ cương bắt tay vào làm sờ sờ thi sơn thanh đầu dỗ nói ngươi là nam sinh sao thi sơn thanh dùng còn mang theo lệ quang mắt đi xem xét long ngọ nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi nữ sinh long ngọ có nề nếp đáp vạn nhất không nói hắn vừa khóc làm sao bây giờ. Di, ngươi cũng là nữ sinh sao? Thi Sơn Thanh mở to hai mắt hỏi, Tuấn Mỹ trên mặt tất cả đều là một mảnh tính trẻ con cùng tò mò. Long Ngọ thấy hắn giống như lại lâm vào khắc tình cảnh giữa, bất quá tốt xấu nước mắt ngừng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi bộ dạng giống như nàng nha cũng là nữ sinh. Thi Sơn Thanh nói xong vương tay đi kéo Long Ngọ tóc, thon dài trắng nõn ngón tay xen kẽ ở màu đen tóc ngắn gian, nhưng lại hết sức đẹp mắt. Long ngọ chỉ có thể cúi đầu, tùy ý hắn lôi kéo, cũng may thi sơn thanh lực đạo không lớn. Ngươi là tóc ngắn, không phải là nàng. Vài phút sau thi sơn thanh buông ra long ngọ trảm đinh tiệp thiết nói, thuận tiện còn ghét bỏ dường như cách long ngọ xa điểm. Lo diệt rõ ràng, mồm miệng rõ ràng, long ngọ xem ngồi ở kia cúi đầu ngoạn bản thân ngón tay thi sơn thanh, bỗng nhiên có chút ngộ đạo. Thanh Thanh, ngươi năm nay mấy tuổi? Thi Sơn Thanh ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái lông ngọ, sau đó hừ một tiếng. Ta gọi Thi Sơn Thanh, không cho ngươi bảo ta Thanh Thanh. Thi Sơn Thanh, ngươi năm nay mấy tuổi? Tám tuổi. Thi Sơn Thanh nhăn mày đẹp, tức giận nhỏ giọng nói. Quả nhiên. Long Ngọ Vi gật đầu, nàng đoán đúng rồi. Sẽ không nháo rượu điên, Long Ngọ cũng sẽ theo hắn đi, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ hiện lên lộ cảnh, trong lòng lại nghĩ. Không biết tiểu trừng khi nào thì hồi trường học, chút nữa tốt nhất nhường lớp trưởng mang điểm ăn được đi lại, Thi Sơn Thanh chỉ là uống lên một chén rượu, này nọ cơ bản không có ăn. Thi Sơn Thanh đợi một hồi lâu bên cạnh người kia đều không có lại nói chuyện với hắn, có chút bỉ khuất. Còn không có người dám như vậy xem nhẹ hắn đâu, bất quá. Thi Sơn Thanh lặng lẽ nhìn Long Ngọ sườn mặt, nghĩ rằng. Thật sự giống như nàng nha tay trái nâng mặt, vương tay phải một căn ngón trỏ, thi sơn thanh hướng bên cạnh chậm rãi trạc đi qua. Long ngọ lập tức cảm giác cánh tay của mình bị huyết hạ, quay đầu đi qua thi sơn thanh vẫn là một bộ tựa vào bên cạnh không nghĩ nói chuyện với nàng bộ dáng. Long ngọ cũng không có cảm thấy sinh ra ảo giác, hiển nhiên vừa mới chính là thi sơn thanh huyết bản thân. Như thế nào? Long Ngọ nắm đổi lên Thi Sơn Thanh đặt ở da thật trên ghế ngồi tay phải hỏi. Thi Sơn Thanh nhỏ giọng hừ một câu, hàm hồ không biết nói gì đó, tùy ý Long Ngọ nắm chính mình tay. Long Ngọ không có cùng bạn cùng lứa tuổi đánh quá cái gì giao tế, càng miễn bàn mang tiểu hài tử, lần đầu cùng tâm trí chỉ có 8 tuổi người ta nói nói, vẫn là thật kỳ diệu, tuy rằng Thi Sơn Thanh thực tế tuổi đã 20. Tiểu hài tử là muốn dỗ, lời này là Trần Tú nói được, Long Ngọ luôn luôn nhớ được. Ngươi có đói bụng không? Long Ngọ hướng Thi Sơn Thanh bên kia di di, thấy hắn không phản đối mới yên lòng. Thi Sơn Thanh cúi đầu dùng tay trái sờ sờ bản thân bụng, xem Long Ngọ nói. Đói, chút nữa hồi trường học ăn. Long Ngọ tưởng hảo ở bên ngoài mang về ăn, hắn hiện tại dù sao cũng là say, ở ký túc xá tổng yếu thuận tiện một điểm. Ngươi, có muội mùi sao? Khi Sơn Thanh dùng đầu ngón tay tìm kiếm Long Ngọ lòng bàn tay, làm bộ như không thèm để ý, Nguyễn Hồ Hồ nói. Long Ngọ lúc này rốt cục có chút kinh ngạc, 8 tuổi thi Sơn Thanh luôn là cố ý vô tình nói xong một ít nói, thật giống như hắn nhận thức một cái cùng bản thân dung mạo rất giống nhân. Không có, ta là con gái một. Sợ không được rõ ràng, Long Ngọ cảm thấy Thi Sơn Thanh hẳn là suy nghĩ hỗn loạn. Nga Thi Sơn Thanh có chút xa xúc đáp, hắn tìm không thấy nàng. Càng nghĩ càng thương tâm, khi Sơn Thanh nước mắt lại doanh đầy hốc mắt, muốn điệu không xong, một em mờ tám nhiều nam sinh giờ phút này cả người tính trẻ con. Trương trợ lý, trước tiên ở này ngừng một chút. Long ngọ dư quan nhìn đến một cái chiêu bài, lập tức đè nữ, kêu trước mặt trợ lý dừng xe. Ngươi muốn đi đâu nha? Khi Sơn Thanh gặp Long ngọ nới ra tay hắn, còn mở cửa đi xuống dưới, dùng còn mang theo giọng mũi thanh âm ngay cả vội hỏi. sau tòa luôn luôn là mở ra đăng, thi sơn thanh này vừa nhấc đầu hỏi, đem bản thân chỉnh khuôn mặt đều bại lộ ở dưới ánh đèn. Anh Tuấn mi mày nhăn, trong ánh mắt nước mắt còn tại đảo quanh, trắng nõn trên mặt nước mắt rõ ràng, hoặc nhìn phá lệ đáng thương. Long ngọ cảm thấy thở dài một tiếng. Vẫn là cái tiểu hài tử. Ta đi mua điểm này nọ, rất nhanh sẽ trở về, ngươi tại đây đợi lát nữa long ngọ lau quệt thi sơn thanh trên má lệ dỗ nói bởi vì lo lắng thi sơn thanh hội xảy ra chuyện gì long ngọ mua xong hai chén cháo lập tức chạy chậm đã trở lại vừa tiến đến long ngọ phát hiện thi sơn thanh đã tựa vào trên cửa sổ xe đang ngủ trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thi sơn thanh bình thường như vậy không thương lộ cảm xúc nhân nếu biết tự bản thân phúc bộ dáng phỏng chừng sẽ không dễ chịu long ngọ tuy rằng không biết là hắn có bao nhiêu chật vật nhưng là không đồng ý nhiều xem, tổng hình như là dậu đổ bìm leo. Cho dù là ở trên đường cái cũng khó miễn sóc nảy, nhất là càng đi đại học dê khai đi, thi sơn thanh tựa vào kia đã bị chấn vài hạ, long ngọ xem bất quá mắt, đem thi sơn thanh kéo thẳng đi lại, làm cho hắn không ở ngã vào cửa sổ xe bên cạnh. Phỏng chừng rượu kính chính thượng đầu, thi sơn thanh ngủ thật sự thục, tùy ý long ngọ dắt đi lại. Lại là một cái sóc nảy, khi sơn thanh mắt thấy muốn đụng vào xe trên thủy tinh đi long ngọ vội vàng ôm hắn làm cho hắn tựa vào bản thân ngủ làm xong một loạt động tác sau mới nhớ tới xem thi sơn thanh thấy hắn như trước nhắm mắt lại mới yên tâm long đồng học đã đến trường học xe chậm rãi ngừng lại trương trợ lý thanh âm từ phía dưới xe âm hưởng truyền tới long ngọ cúi đầu nhìn thi sơn thanh sau một lúc lâu nhớ lại mẹ nàng trước kia chiếu cố tiểu chất nữ bộ dáng cuối cùng nắm thi sơn thanh cái mũi quả nhiên hữu hiệu gặp thi sơn thanh rất nhanh cao mày mở mắt long ngọ nghĩ rằng ngươi thi sơn thanh mở mắt ra sau lập tức từ bán dựa vào long ngọ biến thành bậc người dậy khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ lên ngươi tỉnh long ngọ là hỏi hắn say rượu tình huống ân ừ. thi sơn thanh cúi đầu trả lời hiển nhiên là nhớ tới một điểm ta mua cháo ngươi mang về ăn đi long ngọ xuất ra nhất hộp đưa cho thi sơn thanh cám ơn khi ta đi trước long ngọ nói xong đẩy cửa xuống xe trợ lý đem xe chạy vào trường học hai người không tiện đường hảo thi sơn thanh cũng đi theo xuống xe đi mấy bước lộ long ngọ vẫn là ngừng lại sau đó xoay người nói với thi sơn thanh về sau ngươi vẫn là không cần uống rượu hảo Thi Sơn Thanh nâng một chén cháo gật đầu đáp ứng. Hắn bình thường biết bản thân có này tật xấu, vừa quát rượu liền biến thành mấy tuổi nhân, cho nên bình thường đều không dính rượu. Hôm nay đại khái là vì trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, nâng cốc làm đồ uống cấp uống lên. Thi Sơn Thanh vẫy tay nhường trương trợ lý đi về trước, bản thân chậm rãi đi trở về ký túc xá, hắn đầu còn choáng váng, một hồi cứ tự tiến phòng tắm tắm rửa, thế này mới tốt lắm điểm. Khoác dục bào xuất ra, khi sơn thanh ngồi ở ghế tựa xem trên bàn cháo nhĩ tim lại bắt đầu tràn ngập đỏ ửng hoàn chỉnh chuyện hắn không nhớ rõ chỉ biết là bản thân đại khái lại biến thành tiểu hài tử giống nhau nhưng này đủ để cho thi sơn thanh xấu hổ hoàn hảo nàng không phải là cái loại này hội trào phúng chính mình người thi sơn thanh nghĩ rằng ở long ngọ cùng thi sơn thanh hồi trường học sau nên chừng hai người còn ngốc ở bên ngoài vui chơi giải trí mới từ nhà ăn lúc đi ra Trương Liêu còn một cái vẻ vỗ ngực hỏi Ninh Trừng có chuyện gì cần bản thân hỗ trợ. Ta nghĩ đi địa phương khác ăn cái gì, ngươi theo giúp ta đi thôi. Ninh Trừng nghĩ nghĩ nói, sôi nổi đi về phía trước đi. Đây là cô nam quả nữ, chẳng lẽ? Trương Liêu ở phía sau trừng mắt to. Học trưởng, lần trước thật sự ít nhiều ngươi. Vì biểu đạt của ta lòng biết ơn, ta nghĩ một mình lại thỉnh học trưởng. Ninh Trừng cảm thấy bản thân rất có lệ, nghĩ nghĩ lại dừng lại bỏ thêm một câu. Nhất tay chi lao, Tiểu Trừng không cần khách khí. Trương Liêu mặt ngoài cười ha hả nói, trong lòng đã có điểm tâm đau Ninh Trừng. Cơm đều mở, còn muốn nói lại một mình thỉnh bản thân, có thể thấy được Tiểu Trừng không muốn nhìn đến Thi Sơn Thanh cùng Long Ngọ ở một bên khanh khanh ta ta, nhất định rất đau đớn tâm. Lại kiều diễm tâm tư đều tiêu tán, Trương Liêu quyết định hảo hảo bồi Ninh Trừng ăn một chút. Trương Liêu yêu thích hưởng lạc, đối hải thị không ít địa phương đều phi thường hiểu biết, Ninh Trừng cũng làm quá một phen điều tra, hai người lấy ra một đôi so, phát hiện có mấy nhà rất tốt quán ăn vặt. Hai người các hoài tâm tư, trên mặt lại đều là ý cười tràn đầy. Sổ sổ mấy nhà điếm khoảng cách, bọn họ quyết định mỗi một nhà ăn qua đi. Mỹ thực thật, thật là có thể trị càng nhân tâm, thỏa mãn toàn bắt tại hai người trên mặt, ăn đến cuối cùng Ninh Trừng cùng Trương Liêu đã xưng huynh gọi đệ bởi vì nghĩ muốn ăn chợ đêm một cửa hàng gì đó, Ninh Trừng quyết định buổi tối không trở về trường học, nàng cấp Long Ngọ đánh cái điện thoại thuyết minh tình huống, lại tràn ngập phấn khởi chạy đến chợ đêm đi. Có Trương Liêu cùng, Long Ngọ cũng yên tâm, chỉ là làm cho nàng không cần ngoạn quá muộn. Hảo no. Ninh Trừng không để ý hình tượng sờ sờ bản thân bụng nhỏ, thở dài. Trương Liêu cũng ăn được có chút chống đỡ, hắn đứng lên đi đài thọ trở về tiếp đón Ninh Trừng đi theo hắn đi. Hôm nay đi trước khách sạn ở một đêm, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta gọi ngươi đứng lên hồi trường học. Tốt, học trưởng không thể tưởng được ngươi cư nhiên cũng như vậy hội ăn, biết nhiều như vậy địa phương. Ninh Trừng bị chống đỡ vựng hồ hồ, có tiền đồ. Quá khen quá khen, ngươi cũng không lại. Trương Liêu tuy rằng thích Ninh Trừng, lại cũng không có nghĩ dậu đổ bìm leo. Hắc hắc, ngươi cũng không xem ta là ai. Ninh Trừng đắc ý dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đại học dê, bởi vì biết Ninh Trừng không trở lại, Long Ngọ sớm liền khóa cửa, ở ngủ kia trong nháy mắt, nàng trong đầu mơ mơ màng màng hiện lên một câu. Thanh Thanh tên này rất quen tai.